Con đánh guitar và nó phong cách. Giới thiệu đôi nét về mình đi con, tên gì, học được guitar bao lâu rồi? Dạ, con tên là Phạm Mai Yến, con đến từ Tiền Giang. Con Yến ơi, con học guitar được bao lâu rồi? Dạ, con vừa học đây. Con vừa học thời gian gần đây. Tôi thấy, đâu mất hình người rồi à, Vân ơi. Xuống đây đâu rồi. Cặp đôi này có bấm không? Sao thấy có vẻ đứng dậy nhấp nhõm vậy? Thiệt ra mà nói, nói nào ngay, khi mà con cất cái giọng hát lên, chú đã khiểu cô Như. Gạt đi bé. Rồi không biết sao giờ hai đứa đứng như hai đứa bức tượng chờ chồng không làm được gì. Thay vì gạt cận giờ hành gạt đi nước mắt rồi. Con biết tại sao mà chú đứng ở đó không? Là tại vì ngoài là một huấn luyện viên mà chú còn là một khán giả. Con có một cái màu sắc riêng. Một cô gái với một cái guitar ngồi đàn là đã quá đủ thuyết phục rồi. Bây giờ mình đang rất là thiếu những cái âm nhạc nó chân phương mà nó mộc mạc và nó chạm tới trái tim giống như cái bài mà con vừa hát. Cho nên là con đã chạm được trái tim chú và chú sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của chú để làm cho mọi người hào hứng theo con, vui cùng con, khóc cùng con, cười cùng con. Tại vì một khi con đã vào đội của chú, con là người thân của chú, mãi mãi sẽ là như thế, chứ không chỉ riêng ở trong cái chương trình này không. Cho nên chú rất mong con sẽ về đội của cô chú. Yến biết không, con có biết là con đẹp kinh khủng luôn. Bây giờ cô chỉ muốn là một lòng một dạ theo chú Vũ. Để mà
Cháu hay không mọi Ở người ơi? Tất cả những gì tuyệt nhất cho con mà thôi. Cảm ơn cô Vân. Bây giờ đây thì mời gia đình Màu Hường chia sẻ. Hình như là chị Ly chỉ đang đau đầu về một cái điều gì đó đúng không? Thực ra là cô cũng nói cho con biết là trong đội của cô cũng đã chọn rất là nhiều bạn rồi. Cho nên là bây giờ mỗi một cái cần gạt xuống của cô là một cái sự đắn đo rất là nhiều. Nhưng mà khi mà cái màn hình mở ra và cái hình ảnh mà con ngồi đờn đó, nó có một cái sức hút lạ kỳ cô không hiểu nữa. Và cô gạt, cô nói chú Lập là phải gạt cần ngay. Thấy một cái phong thái vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng mà con nói con đàn á, nhìn lên cái chất riêng của con là đó là cái chất nghệ sĩ. Nhìn cái phong thái nó từ tốn, nó nhẹ nhàng lắm. Cảm giác là không có gì áp lực, cứ ngồi hát nghêu ngao thôi. Giống như là ta gọi là tự do mà trình diễn cái nghệ thuật của mình á, không có biết là áp lực thi cử như thế nào hết. Và con đã hoàn thành rất là hoàn hảo và trọn vẹn cái bài hát. Một ca sĩ, một nghệ sĩ lên sân khấu á, ngoài cái chuyện hát hay hay là diễn hay, cái điều quan trọng là cái sức hút. Cô không thể nào kìm lại, cho nên là cô và chú Lập phải bấm để chọn con thôi. Chúc mừng tiết mục của con rất nhiều. Cô thấy con hát không? Con hát mà nguyên một cái binh đoàn thê tử từ phía châu Âu ồ ạt tràn ngập lên sân khấu biểu diễn minh họa cho tiết mục Ô Mê Lý của con. Bây giờ con giới thiệu đôi nét về mình đi con, tên gì đến từ đâu? Con tên là Đoàn Khánh Linh, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. Ồ. Đây là Hải Phòng, nhiều người hát hay. Con ngồi xuống không? Nghìn tỉnh không? Ê, con có thể cho mọi người biết là ngoài cái khả năng ca hát ra thì con có khả năng gì nữa không? Dạ, ngoài khả năng ca hát thì con có thể nhảy và diễn xuất ạ. Wow, diễn xuất. Trời con ơi, diễn xuất là về đây liền con. Con ơi, ở đây là dàn dựng diễn xuất với lại ông ca hát Hoàng nhảy múa luôn. Khiêu vũ con à. Ông Hoàng. Nữa hả? Đúng rồi. Diễn xuất thì chú con biết rồi đó. Con có khả năng diễn xuất là con thường diễn chính diện hay là phản diện hay là cái gì? Dạ con thích diễn phản diện. Phản diện con là đây cần nè. Phải có người diễn chính diện. Con là hiền diện. Bây giờ về đây đi rồi có người diễn chung. Con ơi bên kia là ác luôn con, bên đây là hiền nè. Đó. Ác hay là hai bạn diễn thử đi. Thưa quý vị, xin được giới thiệu ba bạn học chung lớp. Bạn Nguyễn Văn Tèo, năm nay 7 tuổi. Bạn Tý, năm nay 6 tuổi. Và xin được giới thiệu bạn tên gì bạn? Dạ, Tèo. Bạn Nguyễn Văn Tèo, năm nay 7 tuổi. Bây giờ mình sẽ đến cái vòng thi đấu vui để kiểm tra trình độ IQ của các bạn. Câu đầu tiên, các bạn hãy cho mình biết môn gì càng thắng càng thua năm. Dạ, rồi xin mời bạn Tí, môn gì? Dạ thưa thầy là môn đua xe ạ. Đúng rồi, đua xe xe đạp, càng thắng thì càng thua. Dạ, rất một tiếng cho bạn Tí, chúc mừng. Câu thứ hai, bạn nhanh tay lên một chút nha, bạn chậm lắm. Mọi người hãy cho mình biết sở thú bị cháy thì con gì chạy ra đầu tiên? Tiên là, rồi xin mời bạn Tèo. Dạ sở thú bị cháy thì con ngừ chạy ra đầu tiên. Sai bé, mà bán vé chạy ra đầu tiên. Và câu cuối cùng, như vậy là chúng ta đã có được một điểm. Bạn Tèo, bạn cố lên nha, trình độ IQ của bạn hơi bị thấp đó. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng lên với câu tiếp theo nha. Câu cuối cùng, con gì con dung đúng không? Con dung đúng không? Chưa ông ơi. Chưa có hỏi xong. Con gì? Tự nhiên giơ tay lên, con gì là con gì? Dạ. Em bị kiến cắn. Bạn hãy cho mình biết câu thứ ba. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết? Xin mời bạn Teo. Con tiên. Đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng ba bạn giỏi quá. Bây giờ cô giáo chủ nhiệm vô rồi nè. Dành một tràng pháo tay chào cô giáo chủ nhiệm. Chào cô giáo con. Ơi. Yeah. Cô có một câu hỏi dành cho các con. Ủa hỏi hoài vậy? Lớp không học mà hỏi hoài. Cô ơi, con chơi đố vui hả? Bắt đầu mời con. Rồi, ba bạn ngày hôm nay giỏi quá. Thế nên là các bạn tự thưởng cho mình một tràng pháo tay đi nào. Hay quá. Rồi. Bạn Tí ơi, bạn Tèo có này tặng cho bạn Tí nè. Bạn Tèo tặng gì vậy ta? Tặng bao lì xì chắc luôn. Cái gì vậy? Tặng cho bạn Tèo một cái loại nước trùng với màu áo của bạn, uống xong về đội của Tèo nha Tí. Tí ơi, bạn Tèo cũng có đồ tặng cho Tí nè. Đây giữ giùm cái này cho. Nhắm mắt lại đi. Rồi đưa tay trái ra. Rồi đi. Bậy. Cái này là phải mở ra uống như nãy giờ hát nãy giờ. Cái này đó. Khát nước lắm này. Chúng đó. Ta thấy là mấy bạn của chúng ta đã có một cái tiết mục học rất là vui nhộn, nhưng nãy giờ thì ở dưới người ta đang chờ đợi xem là cái quyết định của bạn Tí sẽ về đội nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Đầu tiên là ý kiến của cô giáo chủ nhiệm. Thưa cô,
cô thấy là với phần thể hiện Omelie của thí sinh Tí thì cô thấy như thế nào? Mời cô. Cái điều quan trọng đó chính là cái gì? Cái tinh thần của em khi thể hiện bài hát, cái phong cách biểu diễn nó rất là thoải mái, tự tin. Và chú Huy đã chọn bởi vì cái giọng hát của bé đã thuyết phục được chú Huy, cộng thêm một cái sự tươi trẻ, thoải mái, trong khi mà chưa kịp thấy gì hết thì đã cảm thấy rất là thích rồi. Thì chắc chắn là Huy bớt tạo nét lại cho chị nói cái gì. Rất mong là con về với đội của cô, bởi vì đội của cô luôn luôn tràn ngập những ngọn lửa trẻ, khỏe, gặp. Trời ơi, bé nó mới chê chị già đó. Dạ, chị có nghe em. Chị có nghe chị đúng không? Chị đang trời anh Vũ là... ơi, anh Vũ. Mình rảnh mình đi chùa đi chị. Anh ơi. Công nhận á, anh không có... thấy mà anh quậy cho hai dạ, bên đồng nha chị. Em không hề có ý gì trơn, em cảm thấy anh Vũ là một người rất là đáng để đề phòng. Hồi nãy em nói là Vũ cũng bị em nói hả? Là cái sự trẻ này á, cả chị Ly cũng có trong đó nữa em. Trẻ nhất là chú. Dạ. Bây giờ con đợi về đội của chú đi. Tại hồi nãy đó là chú nghe con hát á, có mấy cái xử lý con xử lý rất là tinh nghịch. Một ngày nắng ta hát vẫn nắng tươi. Luyến lấy nhấn nhá nhìn nó lạ lùng lắm. Hay hay tinh nghịch vui vẻ lắm, rất là phù hợp với màu sắc. Tinh nghịch chú. Là bên đây nè con, bên trái nè. Không, bên kia là bị điên con ơi. Ê! Gì? Bên đây là đủ hết màu sắc con, thấy chưa? Đó. Lấy la, lấy la. Lấy la, lấy la. Come here la. Rồi, như vậy là đội này đã xong phần thuyết phục. Nãy giờ thấy cô Ly ngồi cười hoài, không biết cô Ly thấy làm sao. Nói nghe nè, hồi nãy chị nói rồi, bây giờ ở bên đây sức trẻ quá cho nên chị để cái sức trẻ đứng gần đó thuyết phục. Trẻ là bây giờ trẻ nhất khi về với trẻ, tại vì bây giờ coi như là chú là coi như là trẻ nhất trong vàng ban giám khảo rồi. Ha. Chú ngang ngửa chú Lập. Em ơi ra quyết định đi. Quý ơi. Hả? Em hát một cái nó đổi ý định rồi kìa. Em ơi, nhớ nha. Bây giờ thôi mình để cho bé suy nghĩ đi. Ôi mất mặt quá này trời ơi. Bây giờ con sẽ về đội của vị huấn luyện viên nào? Con cũng xin cảm ơn hai đội đã chọn con và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng hòa nhịp vào bài hát của con. Nhưng mà con chỉ có một lựa chọn thôi ạ. À. Con ơi, bây giờ chú tự nhiên chú nảy sinh ra cái cảm giác này, tại vì bây giờ chú xem xét lại nguyên tiết mục của con, chú thấy không có lý do gì mà chú không chọn con hết. Chú không hiểu tại sao hồi nãy chú không nói nữa. Nè nè, anh Vũ. Anh Vũ. Thôi ơi chết rồi. Em sẽ lấy tấm thân ngọc ngà này chặn cái dòng đường chạy của Mộc Thanh. Cái đường dây điện đâu rồi? Tôi cắt. Em cắt cái đường dây điện liền ngay tập tức nè. Bây giờ anh nói đàng hoàng anh Vũ. Em bấn liền nè. Con ơi, con có muốn chú gạt cái này luôn không? Con có muốn điều đó không? Bây giờ chú cũng không biết tại sao chú không gạt nữa luôn á. Chắc hồi nãy mình lo uống nước. Lo thôi, tụi tôi muốn nè. Hồi nãy là uống nước ông này không cho. Uống lấy lẹ đi anh. Ủa, uống liền hả? Ờ, nước ép. Ờ, có rồi, bên cho một cái này cho nha. Rồi, vậy không? Đây kêu nó đến nhà. Nước đó nó bỏ thuốc vô. Trời ơi. Trời ơi. Sao nghe tiếng ác vậy? Trời ơi. Anh Chủ ơi. Cái gia đình gì đơm đặt. Con ơi. Hả? Đây nè. Con thấy chưa? Cô thấy cái gia đình đó chưa? Cho cô ơi, cô uống chưa? Cô uống chưa? Trưởng ban diễn xuất. Cô trả lại đây, trả lại đây. Trời ơi. Nè, một chai là hết rồi nè. Con uống hết không sao, không sao, không sao. Con có muốn chú gạt không? Anh ơi, anh có thời gian anh đi chùa đi anh. Mình đi giải nghiệp. Anh đi chùa anh ơi. Gieo quá, gieo à. Anh đi phóng sanh cá, phóng sanh chim đi. Thôi bây giờ thế này, tại vì nãy giờ mình cũng đã dành thời gian rất là nhiều cho việc giao lưu với con, bởi vì con là một cô bé rất là đáng yêu. Nãy giờ cô im ru lý do là không biết sao không? Cô đến từ Hải Phòng. Trời ơi. Hoài luôn á. Hải Phòng nữa. Hoài luôn. Không, các bạn cứ bình tĩnh nào. Hải Phòng ngày hôm nay. Mình đã nói gì đâu, các bạn buồn cười thật đấy. Cô đến từ Hải Phòng, cô đến từ Hải Phòng, cô đến từ Hải Phòng, cô đến từ Hải Phòng. Và cô thật tự hào phải thông báo với con một điều rằng là cho đến giờ phút này chưa có một người Hải Phòng nào về với đội của cô. Cô hãy phá vỡ cái điều đó đi. Cô không dám hy vọng bất kỳ một điều gì nữa. Bây giờ túm lại. Mấy cứ làm đại là đi mình ha. Làm đại đi rồi làm con chọn là tùy vào con. Thế okay. Thôi yeah. Như vậy chúng ta có cả ba đội đều chọn cô gái nhỏ nhắn đến từ Hải Phòng. Tóc con dài mẹ cài bông hoa ly,
Mẹ lượm từng bông bưởi trắng con gối đầu, mẹ kể chuyện xưa bông bưởi qua cao. Mẹ dạy từng tô họ lý ca dao. Nắng thu buồn nhộn vàng ngõ trúc vắng, từng nhịp dòng đưa mẹ hát tiếng nghe buồn. Chừng lưng lưng cơm mẹ gói mò cao, mẹ lên ruộng sâu gặt con vẫn nhớ giường cao trước cửa, và con vẫn nhớ rừng bưởi sau hè. Mẹ không còn từng bông bưởi trắng, cơn nhẹ gió bông bưởi rung đầy sớm. Con sẽ nhớ dừng bưởi trong đời, để khi nào mùa vào thu rung lá, con lại nhớ bông bưởi rung đầy sớm. Và sự lựa chọn cuối cùng đến từ đội gia đình Khả Như và Ngô Kiến Huy. Rồi bây giờ làm quen. Chào hai con.
À, hai con giới thiệu đôi nét về mình, hai con tên gì và đến từ đâu, bao nhiêu tuổi? Dạ con tên là Hoài Nam, con đến từ Long An, con 14 tuổi ạ. Long An, 14 tuổi còn con. Dạ con tên là Hoài An, năm nay con 14 tuổi và con đến từ thành phố Quảng Ngãi. Bây giờ xin mời ba cặp đôi giám khảo, huấn luyện viên sẽ nhận xét. Và cặp nào bấm trước thì ưu tiên cho chia sẻ trước. Xin mời cặp gia đình vui vẻ. Hai con làm cho mọi người chìm đắm trong bài hát của các con và cảm nhận được tình cảm chân thành của các con. Không phải bài hát hay lúc nào cũng cần phải là một bài hát phô diễn quá nhiều, mà quan trọng là mình hát bằng tình cảm chân thành của mình và mọi người cảm nhận được điều đó. Hai con làm được điều đó và nó thực sự rất là thuyết phục. Và bây giờ thì cô nghĩ rằng là ba cái đèn màu xanh đã sáng lên thì chắc các con cũng biết rằng là mọi người đều rất là muốn được đón chờ các con về với gia đình của mình. Và dù bấm trước hay bấm sau thì giờ cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là được sở hữu một cặp đôi như thế này là một điều rất là may mắn của các huấn luyện viên. Cảm ơn cô chú. Và chú phải nói riêng Hoài Nam nè. Cái giọng con á, nó rất là mộc mạc, mà chú không hiểu tại sao mà khi con hát bài đó chú lại muốn khóc. Nói chung là chú là một người mà mang tiếng là khóc ở trên sân khấu này hơi bị nhiều. Nhưng mà mỗi khi mà hát về những cái bài tình ca quê hương, hoặc là những cái bài mà gợi nhớ đến cái sự nghèo khổ nhưng mà lại rất là đầy kỷ niệm của người Việt Nam mình, thì chú lại rất là nhiều cảm xúc. Và hai con làm cho chú gợi nhớ được cái cảm xúc đó. Và hy vọng là hai con sẽ cho cô chú cái cơ hội để mà giúp cho con hai con tiến xa hơn nữa ở trong cái nghề này. Chú biết là cái cơ hội mà con về cái đội ngay giữa nó nhiều lắm, là tại vì cô Cẩm Ly là chuyên trị những cái nhạc mà dân ca như thế này. Nhưng chú chỉ muốn nói cho con biết là khi mà cặp đôi Đức Vĩnh, Quỳnh Anh hát vào cái chung kết thì chú đã mời cô Hương Lan dạy cho hai cháu hát. Không cấp thì cũng đó. Chú nói thật là tại vì chú biết cái sự hạn chế của mình trong cái cách xử lý nhạc dân ca, tại vì nó không phải sở trường của chú. Nhưng chú biết cái gì hay, cái gì dở, và chú có những người xung quanh mình để mà có thể hỗ trợ cho mấy con một cách mà chuyên môn nhất có thể. Người mà hát nhạc của chú Bắc Sơn hay nhất chính là cô Hương Lan. Và cô Hương Lan là chị hai của chú, và chú đã từng mời cô Hương Lan lên dạy cho các cháu hát trên chương trình này, thì còn gì phải chần chờ nữa, con hiểu không? Cho nên là chú chỉ mong là hai con cho chú cơ hội, chú sẽ làm tất cả để mà có thể giúp cho hai con tỏa sáng nhất có thể. Dạ. Xin được cảm ơn chú Dương Trường Hữu. Mời cô Ly chia sẻ. Bây giờ cô nói về tiết mục này nha. Thứ nhất, tụi con có một cái sự đầu tư về trang phục rất là kỹ, hai chiếc áo dài rất là dễ thương. Thứ hai nữa là hai đứa rất là vừa tầm với nhau, rất là đẹp, đẹp đôi trong cái tiết mục của mình. Có thể là tụi con chưa trọn vẹn trong ca khúc này, tại vì mình chưa có lớn, mình chưa có cái đủ mà cái độ chín mùi để mà làm trọn vẹn từ trên cái nốt cao xuống cái nốt thấp. Nhưng mà đối với cô ở cái tuổi tụi con gì là tụi con làm rất là tốt rồi. Và quan trọng là cái hồn mình thổi vào đó. Cho nên là cô chú cũng mong muốn cặp đôi của tụi con về đội của cô chú. Đúng rồi. Rồi mình sẽ chỉnh sửa những cái mà những cái khuyết điểm của con, những cái yếu điểm của hai đứa con ở chỗ nào cô có thể nhìn ra, cô có thể tự tin là cô sẽ sửa được. Về cái dòng nhạc dân ca này, nó thật sự không phải là sở trường của Như với cả chú Huy ở đây. Huy không phải luôn. Nhưng đây là cái màu mà đồi của cô Như chưa có, và chắc chắn nếu con về con sẽ là ngôi sao. Và con ơi, cái gì nó độc nhất thì nó sẽ được dành tốt. Và tất nhiên là khi mà được hỗ trợ để mà các con luyện tập, chắc chắn sẽ là những người giỏi nhất để làm việc với các con, bởi vì cô chú cũng muốn những điều tốt nhất. Bây giờ chú muốn bổ sung thêm một điều nữa, chú phải công nhận là hai đứa rất là đẹp, đẹp trai, đẹp gái nữa. Cái đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Và thấy cái cách hai đứa mặc đồ nó rất là cách tân, cho dù nó áo dài nhưng mà rất cách tân. Cho nên chú nghĩ là hai đứa cũng có những cái sự hiện đại ở trong chính con người của mình. Mình hát nhạc quê hương dân ca với một cái tinh thần hiện đại, mình có thể yêu quê hương với một cái tâm hồn mà cởi mở của năm 2018. Tại vì biết là cô Cẩm Ly chuyên về dân ca, cái điều đó điều hiển nhiên rồi đúng không? Cái đó là chả có gì bàn cãi nữa hết. Nhưng mà đôi khi mình phải có những cái quyết định nó táo bạo, và nó có thể mang lại cho mình những cái thành công. Có những... nghĩa là phải về chú Dương Trường Vũ thì là... Yes, chính xác. Cái đó là cái điều mà chú muốn. Nhất là bên nhóm táo bạo bên này. Các gia đình xin phép, các gia đình của chúng ta bình tĩnh. Bây giờ các gia đình bình tĩnh, chúng ta ai cũng đã nói cái ý kiến của mình rồi. Thì bây giờ chúng ta cho hai cháu nói đi. Bé đưa ra cái quyết định, tại chúng ta càng nói các bé bị càng rối. Dạ, cho nên hai con thân mến, các gia đình có vẻ như là đang rất là hồi hộp chờ đón các con về. Và điều quan trọng là chú muốn hai con thống nhất cái ý kiến và đưa ra cái quyết định của mình. Cô xin có ý kiến một câu nữa thôi.
thực sự là tụi con rất là giỏi, cho nên tụi con về đội nào cũng sẽ tốt thôi. Nhưng cô chỉ muốn nói một chút, có thể mình đến đây trong đầu mình đã suy nghĩ. Đi đâu vậy? Mọi người cứ bình tĩnh, ít khi nào tôi rời ghế lắm, hãy để cho tôi nói hoài luôn á, chết à. Ngày xưa cô đi thi ai ngồi ghế mọi người ơi. Ví dụ trong đầu mình đã suy nghĩ, mình sẽ chọn người đó, ba mẹ mình đã dặn là mình phải chọn người đó, thầy cô đã nói rằng là mình nên về đội đó là tốt nhất. Nhưng hãy nhìn kìa, người kia rất là chân thành, chú ấy nói rất là hay. Hãy có một cái quyết định nào đó táo bạo trong cuộc đời của mình. Bởi vì nếu như mà không về chỗ đi bà nhà. Giáo ơi. Đây nè, hiểu ý chị Vân là vậy nè. Ví dụ giờ chú là hai con đi nha, là đang dự định là ba mẹ phải bắt vào đội này, nhưng mà thấy cái chân thành của đội kia nhiều quá. Đúng rồi. Thì bây giờ nè, em ví dụ em là hai đứa bé đó nha. Ba mẹ mình bắt đội mình vào đội của anh Vũ mà thấy đội Chi Ly chân thành quá, giờ về đội Chi Ly. Mùa hoa lê kim mà nở ở quê ta miền đất đỏ, thôn xóm vươn nhau tên người anh hùng đã chết. Mùa hoa lê kim mà nở, đời sau vẫn còn nhắc nhở, sông núi đất nước ơn người anh hùng đã chết. Đem ra bãi bắn, đi giữa hai hàng lính vẫn ung dung mỉm cười, ngắt một đóa hoa tươi chỉ cài lên mái tóc, đầu ngẩng cao bất khuất ngay trong phút hy sinh. Bây giờ dưới gốc dương chị nằm nghe biển hát. Tiến Dũng và Bích Ngọc. Xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Cảm ơn các bạn.
bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét. Xin mời đội gia đình nữ ca sĩ Cẩm Ly và diễn viên Huỳnh Lập chia sẻ. Khi mà nghe bài này xong thì trong lòng của chú Lập bây giờ vẫn còn rất là bồi hồi. Nghe nó bi hùng lắm kìa. Và hai bạn còn rất là nhỏ. Chú nghĩ rằng là những người nhỏ sẽ không có hiểu một cách sâu sắc, nhưng mà hai bạn đã thể hiện đúng cái tinh thần của bài này. Và bên cạnh đó là hai bạn cũng thổi vào trong đó một cái trái tim vô cùng trong sáng. Khi mà chúng ta kể lại câu chuyện của chị Võ Thị Sáu, khi mà nhìn lên toàn là áo trắng, thấy được một cái sân khấu vô cùng thiêng liêng. Và có thể là trong cái lời nhạc, trong từng lời ca tiếng hát của các bạn, nó có cả hình ảnh ở trong đó nữa. Giống như là hai bạn đang dẫn dắt tất cả mọi người trở về với quá khứ và cùng nghe kể lại câu chuyện vô cùng thiêng liêng và vô cùng ý nghĩa. Thì bây giờ chú vẫn còn bồi hồi. Bên trong chú nó vừa có một sự cứng rắn, vừa có một sự mềm mại. Nói chung là nó dung hòa rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc ở trong lòng của chú. Và đây là một cái bài hát rất là thành công của hai con. Cảm ơn hai con rất nhiều. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Xin mời gia đình Vân Vũ. Chú Vũ có thể thấy là huấn luyện viên của con đã rất là tâm tư khi mà giao cho hai con một bài hát như thế này, rồi còn dàn dựng một cách nó rất là đẹp và trong sáng mà nó lại linh thiêng nữa. Đây là một cái tiết mục rất là đẹp, đẹp mắt và đẹp luôn cả lỗ tai. Tiến Dũng, phần duy nhất mà bị vấn đề là lúc mà con, khi mà con bước ra con hơi bị phân tâm. Và cái bài hát này cũng rất khó nữa, tại vì đổi tông tới mấy lần lận, và đổi tông mà không cho mình nghe trước được luôn, cho nên là con phải tự lên tông ở trong đầu của con. Cho nên lúc con vào nó còn hơi chệch choạng tí xíu, nhưng mà lại con lại rất thông minh và con bắt được liền. Cho nên là chú đánh giá rất cao con. Và lúc mà con lên cao á, con có một cái độ rền và độ sáng, và nó mãnh liệt và rất là tuyệt vời. Chú nghĩ là con là một trong những chiến binh mà có thể nói là lợi hại ở trong đội của cô Khả Như với chú Ngô Kiến Huy đó. Còn con gái thì con hát cũng rất là đẹp, rất là trong trẻo, nhưng mà con cần thêm một cái chút tự tin vô đó nữa. Chú cảm nhận là con vẫn còn bị rụt rè quá. Con với bạn Dũng, nếu như hai mà chia đều ra cái sự tự tin của nhau thì cái đó nó sẽ hoàn hảo. Con cảm ơn chú ạ. Có thì thấy rằng là cả Bích Ngọc với lại Tiến Dũng đều có chất giọng đẹp và hợp với bài hát này. Chỉ có một chút cô xin chia sẻ cùng với lại cô Như với lại chú Huy á. Dạ. Với dạng bài hát như thế này nè, cách dàn dựng như thế này, theo Vân nghĩ rằng á, là thay vì mình để cho Tiến Dũng bước ra như vậy, trên sân khấu là một cái khung cảnh nó rất là thiêng liêng như thế, một cái sự bước ra nếu như chỉ cần nó có một chút gì đó chệch choạc, nó sẽ ngay lập tức làm cho người ta bị rơi mất cái cảm xúc, đáng lý nó sẽ phải rất là tròn trịa. Thì mình cứ coi như đây là bối cảnh hai bạn học sinh tìm đến với ngôi mộ của chị Sáu, và các con không cần phải di chuyển gì hết, các con chỉ có đứng đó. Nếu như mà Dũng ở trên sân khấu từ đầu giống như Bích Ngọc thì Dũng sẽ giữ được cái sự điềm tĩnh nó tốt hơn để chuẩn bị vào cái câu hát đầu tiên của mình. Thì mình cái này chỉ có một chút như vậy thôi. Thật ra cái này nó cũng hơi khó, đúng là cái đó. Tại vì cái quãng đầu của Ngọc hát nó cũng nhiều, cho nên đứng mà không khéo, mình không có cách bố trí thì nó sẽ bị đơ Dũng. Yeah. Nhưng sẽ là một kinh nghiệm nếu như Huy cho con đi ra sớm, để mà khi mà con trụ lại đàng hoàng thì bắt đầu vào câu hát của con. Tức là con phải vào trước để mình định thần lại, con bình tĩnh thì con hát. Thì nó cũng là một cái kinh nghiệm như thế. Cảm ơn đi con. Rồi. Cô. Xin mời gia đình Huy Như. Nói sao ta? Cô Như và chú Huy cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì con đã mang đến một tiết mục mà đối với cô nó rất là hoàn hảo và trọn vẹn. Ở như thế này, đó là khi mà giao bài cho tụi con á, tụi con thể hiện, cô thấy giống như là hai người hát, đứng một người đứng núi, người đứng biển hát gì đó. Nó không có sự hòa quyện với nhau, và điều đặc biệt đó là nó chưa có hồn. Nên khi mà tập từng buổi này qua buổi kia, cô thấy nó khác dần. Và cô cảm thấy giống như câu chuyện ở bên ngoài của hai bạn này là chuyên gia là giành nhau là ai cao hơn ai, chứ không có tranh là hát hay hay hát dở gì, không quan tâm về chuyện mà hát đúng hát sai, trơn cứ là tranh tôi cao hơn bạn, bạn cao hơn tôi suốt ngày vậy thôi. Thì mà khi lên đây cô lại cảm thấy cái sự đồng điệu nó nhiều lắm. Và cô quên mất là tụi con phải diễn xuất như thế nào để cho khán giả thấy là tụi con đang thể hiện bài hát. Tụi con không có làm điều đó, nhưng con lại kéo mọi người nghe cái lời con hát và quên mất tất cả mọi thứ và cảm thấy nó đẹp mắt, nó đẹp tai giống như chú Vũ nói. Và cô nhìn thấy Bích Ngọc giống như một thiếu nữ vậy đó. Cái cảm giác của cô tự nhiên thấy dịu dàng bình thường mà men trời ơi luôn. Đúng mà cái hát rất là đàn ông luôn, nhưng mà khi mà con đứng ở đây cô cảm thấy con dịu dàng. Chắc vì bài hát đã ngấm vào người, chắc vì là con đã hiểu được bài hát và hiểu được người bạn kế bên, cả Dũng lịch lãm vô cùng. Cô cảm thấy rất thích. Và cảm ơn tụi con đã mang lại cho cô với chú Huy một cái niềm tự hào, niềm vui sướng khủng khiếp. Cảm ơn các con rất nhiều. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ.
Chú Huy dạ. có chia sẻ gì không? Dạ như trên thôi ạ. Có điều là rất là cảm ơn tụi con ngày hôm nay, tuyệt vời. Lúc đầu là tụi em rất là sợ bởi vì bài này chuyển 4 tông lần. Đúng rồi. Nên vì thế là rất sợ là các em sẽ chỉ một phút lơ là thôi là đi về nơi xa lắm. Tuyệt vời. Dạ con cảm ơn quá. Xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều, rất là đáng yêu. Một lần nữa xin được chúc mừng Tiến Dũng và Bích Ngọc. Ôi quê tôi vẫn còn mái nhà lơ xiêu thơm mùi khói chiều. Trong giấc mơ của tôi cánh diều nó gió đi bên em bắt chim sông. Ôi quê tôi vẫn còn cánh đồng xanh bao la lưng công giáng mẹ. Xa xa nương dâu nồng tầm ăn rồi gió đông qua gánh sạch áo em rồi. Sáng sớm đi bắt qua đồng đi than diều vì sao nô lụa bên đáp bạn lời lũ trẻ chưa cho tin. Coi bếp cây mắt bên ta bếp nấc lò tôm nấu xong rồi mày đưa về ăn bữa cơm. Quê tôi bao la bát ngát dòng sông muôn công suất quê tôi lượn vòng. Quê tôi mênh mông lúa chiều nhớ về trốn xa một thời con nít còn chật chỗ. Mặc dù tôi có ở nơi xa người tôi luôn khao khát tình mong quê nhà. Tìm bài hát quê mình là tố ca mẹ, tìm điều muốn sống tình cách gọi là ngoài đình thình 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 ánh mắt em đưa. Hò hê hà, hò hê hà, ánh mắt như sao câu liếc vào mỏm đá mai tôi thân tôi nát ngọt. Ánh mắt em lung lay sóng diệu quê gió đời trong tranh thân em. Ô hê hà, ô hê hà, ánh mắt như sao câu liếc vào bọn đá mà người thơ tôi xa còn. Ánh mắt em lung lay sóng diệu quê gió đời trong tranh. Chúng ta vừa đến với phần thể hiện của Hoàng Ánh và Tuyết Mai. Bây giờ xin mời chia sẻ từ phía nữ ca sĩ Cẩm Ly và diễn viên Huỳnh Lập. Cặp đôi này là cái sự tự tin là nhiều nhất luôn á. Dữ dội nhất luôn á. Cứ là thấy cái sự tự tin trên cái khuôn mặt của tụi con với cái cách của tụi con hát á, là cô thấy là tụi con không có sợ gì trên sân khấu này. Mà lại một lần nữa phải thừa nhận là mấy cái cô nhỏ nhỏ con này dễ sợ lắm luôn á. Lửa máu lắm luôn, nội lực rất là mạnh và hát bất chấp luôn. Hoàng Ánh, con có hát tốt lắm, giọng con khỏe lắm, nhưng con để ý tí xíu ha, mỗi lần mà con hát những cái nốt cao á, con có cách ai chỉ con ăn gian cũng hay lắm, kéo cái micro ra để cho nó giúp cái đùi, cái đó đúng, nhưng giọng con đang khỏe, con để tí xíu cho người ta nghe cái nốt cao của con nó đẹp đi rồi con hãy ngắt. Con vuốt lẹ quá, chưa cái nốt cao mới vừa lên cái chạm cái là con vuốt đi mất tiêu rồi. Mà con có thể hát được nữa và con có thể ngân tí xíu được nữa. Ráng cho nó đầy cho người ta nghe nó đã, nó sắc. Xong rồi mình hãy vuốt cái đuôi đi ha. Thì nó trọn vẹn hơn nha con, nha. Cảm ơn cô. Ok.
Xin mời gia đình Phương Vũ. Thì hai con rất là máu lửa. Nói chung là cái cặp đôi này, lúc nãy mình tưởng là cái cô gái bé phía sau sẽ hát còn yếu hơn cô đằng trước, tại vì nhỏ con hơn nhiều. Nhưng mà ra hả, 1-9, 1-10 chơi tới bến luôn. Nói chung xuống dưới đây hả, là mặc đồ tứ thân mà yeah, quê tôi bao la bến. Nói chung là chơi tới bến luôn đó. Và chú tuyên dương sự chơi tới bến của hai con. Nói nữa giờ dữ dằn quá mà, không phải dằn vừa đâu. Coi tiết mục này của hai đứa con á, thấy cái mặt cô kỳ lắm luôn á, mặt cô có... Hay là cô lên kia, cô giật dùng đi. Mặt cô bị phiêu thôi tụi con á. Dữ ta, ghê ta. Hey bà, ghê ta. Bây giờ cái đám mình lên mình rock với mấy cháu đi, cháu giờ còn quá. Rồi, chứ. Trời ơi, bây giờ là cũng có tuổi rồi, không biết nhảy lợi mấy đứa nhỏ không. Không, mình sẽ không thi với mấy cháu, mình sẽ thi với nhau. Rồi, anh thi không? Em thử thi luôn nha. Chị ơi, chị nhảy cái chừng rớt hai cái ống khói xuống nha chị. Sáng sớm đi bắt qua đồng, đi tha diều. Vì sao nỗi đùa bên đắp bạn, lời lý trẻ chờ cho tìm. Coi bếp cây mắt bếp già, bếp bếp lộ. Cơm nấu xong rồi mai đưa về ăn bữa cơm. Mà cái này là mà về. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy, xảy ra vậy mọi người ơi? Mở đâu em, mở đâu em, mở đâu mọi người. Em bị mất trí tạm thời. Mà nhà mình hát tiết mục tụi con hay lắm, mà cô chú làm tiết mục tụi con hay quá. Em nhảy mẹ em rớt cái ruột thừa em đâu rồi. Trời ơi, em tháo khớp gối luôn rồi quý vị ơi. Nhận xét luôn cô Như, nhận xét luôn. Cái não nó chưa gắn vô đầu luôn á. Nhưng mà anh thấy là em nhảy rất hay mà em không rớt cái nơ của em. Đúng rồi, tuyệt vời. Tại vì em đâu đó. Em cứ nhảy cái mình cái đầu em nghĩ nguyên mà. Làm sao mà rớt được. Ủa anh Vũ anh thở được chưa? Mà bây giờ em thấy anh tội nghiệp quá. Bây giờ mà không thở được luôn, mà ngang cổ họng mà ho hoài không ra luôn nè. Vậy mà tụi nhỏ nó làm một bài hát dài như vậy, trong khi dàn huấn luyện viên mới có chút xíu mà thở không ra hơi. Một tràng pháo tay dành cho hai bé. Tụi con làm cho cô sướng lắm. Tại vì á, mình có được hai đứa con mà nó ra nó khuấy động như vậy nè. Làm cái chuyện hát hay hay không cái đó để cho các cô chú mà giỏi về âm nhạc, về giọng hát sẽ nói. Nhưng mà riêng cô nhìn tụi con cũng muốn quẩy theo tụi con. Cái lửa của mình, cái tính nghệ sĩ trong con người của mình nó đã lan tỏa ra, nó làm cho tất cả mọi người đều thích. À, anh Nguyên Kha né ra, không cần chương trình, không cần MC luôn. Dạ, và em cảm thấy là em rất tự hào về hai đứa con của em. Em cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn huấn luyện viên đã dành tình cảm cho hai đứa con của em. Và cảm ơn con đã làm cho cô cảm thấy rất là hạnh phúc. Cô cảm ơn con. Không cần cô ký quy luôn chương trình đó, em không cần ai hết, em cần con thôi. Tụi con ơi, đó bây giờ thì cái não của chú mới gắn vô da đầu của chú. Nãy chú lắc quá nó lông não ra. Rớt đâu đây nè, rớt đâu đây nè. Tụi con ơi, lúc đầu tiên nha, thật sự là cô chú nhìn tụi con tập, cô chú lo quá. Mắt thì láo liên ha, động tác đi thì cùng tay cùng chân luôn đó. Trời ơi, lo gần chết. Không, rất là lo luôn. Trời đất ơi, chẳng lẽ mình đi mình trình làng tiết mục như vậy, làm sao mà coi được gia đình mình. Thì hôm nay bước lên đây, đỉnh đạt, làm chủ sân khấu được. Thấy không? Giao lưu khán giả được luôn, khuấy động sân khấu được luôn. Hôm nay tụi con bước ra đây bừng sáng như hai nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tuyệt vời. Rồi, cảm ơn hai con rất là nhiều.
dễ thương quá, ôm cái coi. À, trời ơi, tôi đặt ra luật mà tôi không có thể nào kìm được lòng với hai cái cô gái trời ơi dễ thương nhất của đội của chúng ta, nhỏ tuổi nhất. Biết rồi, mình có idea này. Dạ. Bây giờ có thể nào mình mời hết nguyên cái đám siêu nhân này đi chùa Hương được không? Rồi, đi chùa Hương. Mình thấy rằng là với trang phục này thì chúng ta đi chùa chắc sẽ không phù hợp đâu. Mà chúng ta sẽ chia làm hai phe, một bên là bà rằng bà rí, bên kia là mấy ông chồng. Vậy đi. Chồng á là phải chống tay mà chống lên tới nách. Mình làm chung luôn nha, làm đều luôn nha. Khoan xí, một tay được không? Bà rằng bà chồng. Cô Ly, thôi vậy mọi người đứng đây nhận xét luôn đi. Dạ thôi đứng đây nhận xét luôn. Cái này luôn. Rồi. Rồi, đóng dấu. Rồi đeo rồi. Cô Ly ơi, không có được, đây hiện vật cấm sờ. Nói cô đừng có bóp má rồi hung hít nãy giờ. Hai cô bé này bước ra thôi, chưa kịp khác, chưa kịp làm một cái gì thôi đứng thôi là cũng đã thấy cưng rồi. Cái vòng vừa rồi là hai bé này có ra là như là xuất hiện sân khấu rồi quậy thôi. Rồi cũng có hát nhưng mà hát không có nghe rõ chữ, nhưng mà riêng cái bài hát này nghe rõ từng lời, từng chữ và diễn xuất từng cánh mắt nha, từng cái ngón tay luôn. Rồi gì ba lúng la lúng liếng mà cứ như vậy này, nhìn cưng dễ sợ là cưng. Ông Bụt rất là thích tiết mục này, tuyệt vời. Rơi buông trắng nước
đoạn sông biếc. Bầu trời hồng ánh nắng, thuyền tình lửa trên sóng, bập bềnh nhẹ dòng mắt, chậm chờ đường cánh thơ rời một chút nhớ tìm về bên bờ Thưa quý vị, như những thiên thần thật sự đẹp, đáng yêu và giọng hát thánh thoát như chim trong nhà hát opera của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi xin mời hai gia đình nhà chim có giọng hát lạ nhất trong khu vườn của chúng ta. Xin mời Huy và Như. Hôm nay hình như là hơi có một cái sự căng thẳng nhẹ nhẹ, hơi lo lắng nhẹ nhẹ hay sao đó, nên mặt không có được thoải mái cho lắm. Lúc mà sự phối hợp đầu tiên đó, nó sẽ còn cái gì đó nó chưa có được đồng điệu một cách là nhất quán. Nó vẫn còn có một cái sự mà hơi rời rời nhẹ nhẹ. Nhưng mà sau đó ở đoạn cuối cùng tụi con được đưa ra ánh sáng. Đó, ánh đèn chiếu vô, hai cô công chúa nhỏ, hai bé thiên nga nhỏ xuất hiện ra, cùng một đàn thiên nga đang nhảy múa tung tăng xung quanh. Cảnh tượng rất là đẹp, nhóm múa tươi, mặt tụi con thư thả hơn, tươi hơn. Vì thế những cái ở đầu tiên tự nhiên nó biến mất, làm thế mình thưởng thức bài hát nó trở nên nó trọn vẹn hơn, nó có được cái gọi là một cái smooth mood đưa tụi mình. Và đó. cô nghĩ rằng á, với cái tiết mục này phải khen trước về cái trang phục của con, cũng như cái diện mạo của tụi con rất là dễ thương, nhìn như thiên thần dễ thương mà. Nhưng mà cô nghe á, cô ước gì nó rõ lời hơn một tí xíu, cô nghe đoạn đầu lại hơi bị không khớp rõ nhẹ. Lời à, giá như tụi con hát rõ lời hơn thì tiết mục của tụi con sẽ tốt hơn nữa. Cô cảm ơn các con rất nhiều. À, nói chung đây là một cái bài rất rất khó mà không bao nhiêu người dám đụng tới. Nhưng mà hôm nay hai con làm khá trọn vẹn. À, chú đặc biệt khen anh Thư. Con hát rất là chắc, nhất là những cái đoạn opera. À, con làm những cái nốt nó rất là chính xác và cái cao độ tất cả mọi thứ đều rất là tốt. À, còn con hình như là con không chuyên về opera nên khi mà con hát bài này con phải hơi cố gắng đúng không con? Vâng ạ. Đó thì chú có thể thấy được điều đó. Tuy nhiên hai đứa với cái sự mà cố gắng và cái sự hòa hợp thì lại làm cho tiết mục này nó cũng khá là trọn vẹn. Cho nên chú chúc mừng con, khi con về con xem cái tiết mục này con sẽ rất là bất ngờ vì nó đẹp lung linh như là một cái thiên đàng. Khi mà chú nghe, chú có cảm giác là cái không gian này càng ngày nó càng được sang trọng, quý phái, một buổi hòa nhạc một cách rất là hoành tráng, hoa lệ đủ thứ hết. Các con đã làm được khi tạo được cái không gian cho người nghe và cho người khác cảm nhận đúng với cái tiêu chí và yêu cầu của bài hát này. Nhưng mà nó có một cái khúc mắc nhỏ nhỏ thôi, là tụi con ngày hôm nay có nhiều cái yếu tố nhiều về khán giả, về nhiều cái tâm trạng mình đi thi cử, nó nên đâm ra là những cái phần mà tụi con thể hiện cái phần của opera nó chưa có trọn vẹn. Nhưng mà không sao, đối với tất cả mọi người ngày hôm nay, khán giả nghe được, các cô chú đây nghe được, nó trọn vẹn. Nhưng mà đối với chú thì tụi con đang ở mức tốt chứ chưa tới xuất sắc. Cho nên là mình cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa để mà tụi con có thể chinh phục được nhiều khán giả khó tính hơn. Cảm ơn con. Cảm ơn Bụt.
chúc mừng phần thể hiện của Bảo Hân. Cảm ơn. Xí chú. Sao? Sáng giờ con bán hơi ế cho con xuống mời mấy chị huấn luyện viên. Sao? Mấy anh chị đẹp trai rồi, mấy anh chị đẹp trai, mấy chị huấn luyện viên là sao ta? Mày được ăn không? Sao bé thấy được vậy? Cảm ơn con, cảm ơn con. Đây là mời hay mua? Dạ mời. Cái này là mua chuột mà. Mua chuột. À con ơi, chú trả bằng thẻ được không? Ủa bé chạy vừa mà trả thẻ. Khán giả ơi mua giùm con luôn đi ạ. Không mời Khả Như với Ngô Kiến Huy là đủ hiểu gì sao rồi không quý vị? Dạ. Dựa bán ở đây. Dựa. Chúng anh bị trúng độc nữa hả chú? Tập nào cũng bị trúng độc hết. Mà không hiểu sao ông còn sống tới bây giờ luôn. Không phải cuộc sống của Vũ yên bình lắm. Bởi vậy trên sân khấu lúc nào cũng thích làm gì nguy hiểm. Ừ. Con đi lên đi con. Con gái ơi rồi, cái người mà con phải đáng mời rồi. Nhất là MC á con. Đó gia đình mời cho rồi. Khoan. Đây con ơi, con coi cô Như mời kẹo dừa chuyên nghiệp nè con. Đó. Vậy. Lên đây mời kẹo dừa. Như ơi nó có cái câu hò nữa phải không con? Hò nha bà Như. Đang nhai kẹo. Nuốt đi Như. Rồi ăn kẹo. Không có hột. Kẹo gì ăn muốn kẹo hỏng rồi cậu. Và bây giờ là phiên bản Khả Như bán kẹo dừa. Đây lên xuồng chú chèo cho bà ghe thuyền. Chạy. Trời ơi gì sao xuống xè xuống dữ vậy trời. Sao sóng gió đâu dữ vậy. Nhắn ai đi về. Miền Đông phương Nam. Mà này có lập trường bán sao đâu á, lung lay vậy sợ luôn. Chị xin hỏi là chị em có fan. Chị chơi chị bán cái kẹo gì vậy? Quá không gì phải, tại em lộn câu hỏi, em hỏi lại nha. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là bé Bảo Hân á rất là điệu. Cô và lên đây cô làm luôn cô. Cô lên đây nè. Cô phải điệu gì điệu là Bảo Hân là chối. Đúng rồi nè, sao con điệu dữ vậy? Cô phải nè. Ê ghê quá Như ơi, ghê quá. Chỗ này là vậy đó, chị phải làm mờ mặt bà Như nha. Nhớ lúc đi xa chưa ơi ta nhớ lắm. Chị ơi trả giùm em một rồi. Cái gì vậy? Chị ơi. Con là ta dẹo duyên, dẹo dáng à. Cái điệu đó của con rất là dễ thương nha con. Phải người con gái nó thiệt luôn đó. Tóc dài bến tre là xuất rồi. Sắc không? Quá dài nhưng mà tóc chú hỏi. Tóc dài như người ta đi rồi nói chuyện. Bây giờ xin mời chú Vũ được rồi. Dạ. Sao cái cuộc dẹo không mấy thành công. Chị Dân mất dẹo là nha chị Dân. Trời ơi tự nhiên nói tôi là Dân dẹo. Tôi buồn muốn chết đi sống lại. Rồi xin mời Vũ chia sẻ. Tôi chỉ có thể nói nhận xét một cái này thôi chị. Cô Vân dẹo á. Đi bán kẹo dừa mà giống như là tập yoga vậy đó. Qua rồi mà còn vòng lại. Thôi nói chung là con có cái độ ngọt ngào cần thiết để hát cái bài hát này. Và những cái lúc mà con lên cao nó có độ nứt rồi đó, nó rất là ra. Tuy nhiên có một vài chỗ con vẫn còn bị phô và trên chút xíu. Nhưng mà nói chung đây là một tiết mục rất là ấn tượng, rất dễ thương, đáng yêu. Và nhất là chú đã ăn được cái kẹo dừa của con, cảm ơn con. Ăn kẹo dừa nhiều quá bị mập đó nha. Xin mời phần nhận xét của cô Ly và chú Lập. Bây giờ Lập rao một cái cho ra cái dáng đứng bánh tre thử đi. Trời ơi, rao mà dáng đứng bánh tre. Tôi mê làm mấy cái này lắm. Trời ơi, có gì đâu, cái này đơn giản mà. Bây giờ là bánh tre thì cứ dừa thôi đúng không? Mà dừa lúc nào cũng cái nghiêng cứ vậy thôi. Giang đứng bên kè. Cứ nghiêng qua vậy cái giang đứng bên kè. Em ơi, dừa của em bị sạt lở hay sao? Cái đó là bị thói gì đi đệm. Rồi bây giờ Lập thấy là cô bé của chúng ta hát sao chia sẻ luôn nè. Ăn rồi em ơi, nhận xét sao cho ngọt ngào em ơi. Rồi nó là như vậy. Cái giọng hát của con nó ngọt như kẹo dừa chú mới ăn. Một chút điệu đà nữa thì cái nức nở của con nó sẽ không trở nên quỷ mị, mà nó trở nên rất là dễ thương. Đúng quá. Đó. Cái gia đình này bớt nhau đi. Nó có một chút xíu như vậy thôi. Mình lên những cái quãng cao á mà mình nức nở hơi bị nhiều, đôi khi mình bị hụt hơi, cái mình bị chia ra cái câu nó nhỏ nhỏ, nó cứ nếu như mà những cái đó nó liền mạch, nó mạch lạc hơn, ngọt hơn rất nhiều lần. Tôi nói ngọt như mía lùi mà nó lụi vô trong tim. Hay quá. Là... Cảm ơn chú Lập. Dáng đứng bên tre lại đi. Được sao? Còn mang dáng đứng bên tre. Ê, mình bớt mấy cái nghiêng nghiêng vậy được không? Em bị thoát gì để điểm. Rồi bây giờ cặp đôi gia đình mình chia sẻ đi. Cô Bảo Hân này á, cô còn nhỏ nhưng mà cô có được một cái cổ điệu. Trời ơi, cô điệu chạy nước ông nội ơi. Bà chạy chương trình mà bà điệu mà tôi mệt luôn á. Cái nói con ơi, bây giờ mình bớt điệu được không con? Cái gì vậy, ăn cắp kẹo hả? Bạn bị điệu nhưng mà
Bảo Hân rất là thông minh khi mà biết chuyển cái điệu đó. À, gia đình mình ơi, mình tôn trọng người đang nói chuyện nè. Hả? Không còn gì cả mọi đâu người ạ. Còn cái hộp đàng hoàng nghe không? Nhưng mà Bảo Hân đã rất là thông minh khi mà biết biến chuyển cái đó. Nó trẻ trung và nó dí dỏm hơn. Em cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho con của em. Vô bên trong, bên trong. Cho con bé trả lại cái vỏ kẹo cho nó đi. Ê, cái câu này á, em có nói với chương trình hết một lần rồi, mình nghệ sĩ mình bớt lại. Thank you.
nay nhìn con khác quá. Con để tóc này không nhận ra con cái bây giờ. Cái mái tóc quá Vũ. Bữa nay nhìn con đẹp lạ lắm luôn á Khánh Linh. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta thấy được một chất giọng vô cùng ngọt ngào của Khánh Linh, là cô gái đến từ Hải Phòng. Nhắc lại để làm gì ấy? Hải Phòng cứ ngồi yên nha. Ừ, thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà Linh đứng trên sân khấu hát dân ca miền Nam đúng không con? Dạ vâng ạ. Thôi thì con cũng đến từ Hải Phòng, cho nên là chú cũng xin mời cô Ốc Thanh Vân chia sẻ. Hải Phòng mình nhiều món ngon con nhỉ. Bánh mì que. Trời thèm quá. Bánh cuốn nóng. Ốc dò dòi. Ôi ôi, miến lươn nữa. Miến gà. Tôm hùm. Anh ơi, gia đình mình ơi, mình bớt đồ ăn lại, mình nhận xét con. Không phải đang đói. Hôm nào sang nhà Ốc đi, Ốc làm bánh đa cua cho ăn ngon. Ok nha. Khán giả truyền hình làm chứng giùm em nha. Dạ, em mà không qua được em tố đó. Khánh Linh, con rất là tuyệt ngày hôm nay. Để mà từ giọng đúng của người Bắc chuyển sang giọng miền Nam. Trời đất ơi. Nói trời là ơi. Đã khó. Luyện dữ lắm. Ngày xưa lúc mà Vân học trong trường sân khấu điện ảnh là Vân luyện mọi lúc mọi nơi luôn, và phải mất mấy năm mới có thể gọi là mình thuần thục, cho nên cô biết chắc chắn rằng là con gặp rất nhiều khó khăn. Chị ơi, chị một tông giọng không chị? Chị vào Nam ra rồi. Em bị sốc nhẹ cái gì? Tại vì cái sự trên đầu múi giờ đó chị. Về Sài Gòn ha, cô rất là thích cái hình ảnh của con ngày hôm nay. Cứ không biết phải con hay không. Đến lúc con cười ra chú mới nhận ra. Đó, cười nè. Nói con chi đây nè, chú người nhà chứ còn nhận ra con nè. Ủa, Linh đâu, nhỏ nào lên hát gì trời. Khánh Linh coi như là một người dân ở đây đi, mà lên trên thúng đứng có nghĩa là sự thuần thục. Tôi yêu hết tất cả những gì thuộc về tôi. Cái chân và là dù mình... sóng gió cỡ nào tôi vẫn cái đẹp chân đẽ và đang balance vậy nè, đúng không? Ở trên đứng yên không, đừng để cái chân, cái chân như đang. Cái chân đang vậy nè. Hai người ăn ý quá. Ăn ý lắm. Dạ. Sao mọi người cứ phải nháo nhào là như vậy? Đúng vậy, chúng ta chúng là những người mà lịch sự mà. Đúng rồi, điềm đạm đi nào. Làm như đầu buổi tới giờ thanh lịch lắm vậy. Nói gì hay hay đi Quy. Thực ra thì cái hình ảnh mà con mang tới trong sân khấu này, con bé nó không có niềm tin mấy đó, để chị nói cho. Con làm cho cô á nhớ lại cách đây khoảng 20 mấy năm. Cô đúng còn nhỏ là... mình nín đi. Cô về Bắc. Cô là quê một thiếu nữ mà còn trẻ 20 mấy năm. Kể là chị thiệt im con. Đi về nhà nội á, nhà nội có một cái nhà ao nội... sen lớn lắm. Thì hồ cô sen. Lúc đó cho cá ăn không? Sao mà còn câu chuyện mà nó nhiễu loạn thông tin quá vậy ta? Khoan, làm lại, 2, 3, Như, kể tao đi. Tao không kể nữa. Con hát rất tốt và con làm cho cô có thích. Cô tưởng tượng ấy, nó không phải Thanh là cái vùng quê miền Nam. Mà nó là ở một Bắc. Cái vùng gọi là Cam Ranh. Miền Bắc, tại vì Khánh Hòa. Khi mà con hát... Hai anh chị, em xin lỗi nhưng hai anh chị mình đã uống thuốc trước khi mà mình nói chứ à. Khán giả vẫn chưa hiểu hai anh chị đang nói gì và nhận xét gì à. Mình túm như được không? Mình túm như được không? Tại vì cái cô bé này làm cho em bị phân tâm quá. Em mất cái sự sang trọng của em đi. Chào con. Nói gì hay hay coi. Mà thôi đi, để tôi tập trung nè. Thật ra thì bài hát này của con á, cái giọng của con không cần phải quá là phô trương, nó cũng không cần phải nhấn nhá nhiều, nó cứ nhẹ nhàng thôi. Giống như một cô thiếu nữ ở làng chài và... Đây là thiếu nữ mồi chài. Chứ không phải làng chài. Làng chài. Đó, giống như là... Nói chung là cảm ơn bài hát của con ngày hôm nay. Bài hát của con nó làm cho mọi thứ nó nhẹ nhàng lắm. Đúng rồi. Nên đó, cô chú đùa với con tí thôi. Cho con thoải mái thôi. Giọng con cao và sáng làm cho cô rất là thích. Chúc mừng con, nín được rồi. Cảm ơn cô chú. Như đang hồi tưởng vậy gì mà quý cắt. Đang rồi. Kể vui thì đó, luôn. Thì tính kể nếu, câu chuyện. Nếu mà bông sen ngoài làm sao ngoài biển mà có sen được. Em như thắc mắc điều đó. Cái em cô không ngồi với con kia quỳ nữa đâu. Bộ lũng anh ơi đó. Anh bình chọn cho bé đi rồi em tính lộn nó xong. Dạ anh thôi để cho gia đình bên đây chia sẻ nốt. Huy có gì không hiểu ra sao hỏi nha. Chú khẳng định là tất cả những khán giả ở đây đều rất là bất ngờ với cái sự lột xác này của con. Cái bài hát này nó truyền tải cái hình ảnh đến những người sống xa quê hương và muốn được trở về, cần những cái điều đó hơn bao giờ hết. Và bởi vì sao? Bởi vì đó là một cái hình ảnh rất là đẹp và bình yên. Và cô hy vọng rằng con sẽ vẫn là cái đà này. Nếu con được đi vòng tiếp theo, con sẽ càng thể hiện cái sự đa dạng của mình. Và hôm nay một cái bài mang âm hưởng dân ca miền Nam rất là mộc mạc, rất là dễ thương. Chúc mừng tiết mục của con Khánh Linh. Chiều nay ra bờ sông vắng
chuồng đưa tin báo mai này về chốn xưa. Ngày xưa khi con gái ước mơ được cùng theo người, giờ đành ôm mong nhớ thương mẹ già xứ xa. Được chúc mừng phần thể hiện của Quỳnh Anh. Rồi bây giờ đây thì ưu tiên cho gia đình nhà Ốc Thanh Vân với Dương Triệu Vũ sẽ nhận xét về tiết mục này. Hôm nay thì giọng hát của con, cô thấy nó vẫn ngọt ngào và rất là mềm mại. Nhưng mà cô chỉ có một cái cảm giác nó hơi cá nhân một chút, cô không có biết là có đúng hay không, thì cô hỏi thật con là có phải là ngay trong ngày hôm nay cái cảm xúc của con về bài này á, nó không được tròn trịa lắm không? Dạ, cô hỏi thật là như vậy. Bài này nói về một người con gái đã lấy chồng và nhớ mẹ, còn con thì con chưa có cảm giác đó. Có thể là vì lý do đó cho nên là cô cũng xin được thông cảm với con. Tại vì do cô cũng cầu toàn, cô cũng muốn là Quỳnh Anh đã tốt như vậy rồi, cô muốn tốt hơn nữa. Nhưng mà xin hỏi cô Như với lại chú Huy, có phải vì cảm gì hết hồn vậy? Thì hỏi thì hỏi thì tâm hỏi, sự em tâm, liền, tâm sự liền. Mỏng thôi. Có phải là vì không? Nội dung của bài hát là về một cô gái đã đi lấy chồng xa rồi nhớ lại, cho nên là Quỳnh Anh ngày hôm nay mới mặc quần áo dài màu đen không? Thật ra thì giống như đây là một cái câu chuyện của một người em gái hát thay lời của chị mình vậy. Bởi vì là bé Quỳnh Anh quá nhỏ đi để mà truyền tải một cái cảm xúc, một cái cảm giác của một cái người con gái ở bên nhà chồng rồi nhớ mẹ. Không có được, không thể nào được, không thể nào được hết. Như là bé Quỳnh Anh là cái người kể chuyện, vì thế là cái cảm xúc mà bé Quỳnh Anh đặt vào nó không phải là cảm xúc của người con gái đó, mà là một cái người đã nghe câu chuyện đó mà hát lên lời hát đúng cái góc nhìn của bé về câu chuyện này. Nên vì thế mà nó không có cái sự dạ, mà bộ đồ cái nhớ rồi, em nhớ rồi, dạ, rồi. Rồi từ để đó kể đi, kể xong đi. Dạ, từ đó thì bé mới có được một cái sự liên kết với là stylist của bé. Ủa liên quan gì? Em nghĩ là nó sẽ không tuyệt vời nếu như mà nó là cái quần trắng. Và cái quần đen này nó làm cho cái bộ đồ này rất là đặc biệt, làm cho con chừng dạng hơn. Với lại lúc mà chị thấy nữa, cái đoạn mà đánh ánh sáng vào vùng dưới chân á,
cái nếu mà buồn trắng sẽ phản qua lên mặt, hình như là mập con quỷ. Vì thế mà khi mà mình chọn một cái tông tối ở phía dưới chân đó thì mình sẽ tôn vinh lực cái phần phía trên lên. Không đó. Em sáng ánh bừng sáng lên. Người ta làm được giống hết như, giống như là gì, em người ta làm cũng em được. Nói cái bé gì ơi. Vậy chị ngăn anh Đại đi. Cưng ơi đi xuống đi nè. Dạ mời đội tiếp theo. Dạ dạ, mới đầu cô cũng có cái suy nghĩ như có ốc, coi như cái độ mà gọi là chín mùi trong cái giống như cái tâm trạng nó chưa có, nhưng sau đó con lại thả tới những cái câu sau nó lại mềm và nó mượt và nó cái độ ngân của con nó làm cho cô lại dễ chịu. Sau đó cô mới thay đổi suy nghĩ là cô không đòi hỏi con hát ở một cái tâm trạng của một cái người con gái đó, mà con hát ở góc độ nó rất là trong sáng theo cái tuổi của con, thì cô nhìn ở góc độ đó thì thấy cái bài hát nó dễ chịu hơn. Chúc mừng tiết mục của con. Cô. Trời ơi, chị Tư đã nói hết những cái tâm can, những cái gì mà nó sâu hun hút trong cái nỗi lòng phèo. Được rồi. Và con ơi, thay mặt gia đình nói cái gì đàng hoàng cho con, người con ta ơi, đi tiếp. Thật ra thì cô chú rất là mừng bởi vì tụi con có sự tiến bộ từng ngày. Cái điểm mà mấy cô chú huấn luyện viên khác chỉ tụi con biết tiếp thu là tụi con sẽ tiến bộ ngày càng nhiều hơn nữa. Đó là cái điều mà cô chú rất tự hào khi mà có tụi con trong đội cô chú. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn chú. Cảm ơn Huy rất nhiều. Xưa
Ngọc Dầu và Văn Minh. Và cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét. Huỳnh Lập với lại ca sĩ Cẩm Ly, xin mời ạ. Văn Minh, chú lúc nào thấy con thật sự giống như là một người đàn ông nó trưởng thành vậy? Nhìn con phong độ, nhìn con lịch lãm vô cùng. Mặc dù là con mặc bộ đồ gì đi chăng nữa, con bước lên sân khấu lúc nào chú nhìn con rất là chững chạc luôn. Chững chạc hơn cả chú Huy nữa. Thiệt. Ủa, cái này nói thiệt nha Lập ơi, sao em gây chiến vậy Lập? Nặng rõ hơn. Ràng, bây giờ lên trở đứng chung coi ai lịch lãm hơn. Sao, nói đúng tiếp, không? Tiếp đi Lập ơi, dạ tiếp. Đó là lời khen chú dành cho con. Còn Ngọc Giàu, còn con thùy mỹ nết nết na hơn cả cô. Cô mèo nha con nha. Thì dạ. Em như vậy là ngồi luôn đi đúng mèo không, ơi. Đúng không? Nó rõ ràng. Đúng rồi. Quá, anh nói người đúng ta rồi, im đi. Thể hiện một bài hát. Nó có một phần trang nghiêm nhưng mà nó có một phần ngây thơ, nhưng mà nó cũng vẫn thể hiện cái sự hùng hồn. Nhưng mà ngày hôm nay chú để ý là chất giọng của Văn Minh á, nó không còn khàn quá nhiều nữa. Có nghĩa rằng là con xử lý cái giọng con nó trong lại để nó phù hợp với lại cái bài hát này. Bây giờ bài hát này nó đề cập về bồ câu trắng, mà bồ câu mà khàn quá cũng kỳ, đúng không con? Cho nên là phải nhẹ nhàng, bay bổng. Và chú đã cảm nhận được điều đó. Con đã có một sự thay đổi, chứ con không bị một màu. Chú rất mừng. Và cái sự kết hợp của hai con ngày hôm nay, chú cảm thấy là nếu như chú mà đội của chú mà có hai con là chú tự hào vô cùng luôn. Ha ha, đội bên Hỏa Tiễn ha. Ừ em. Ừ thôi dạ, xong được dạ, bà Lập. Chúc mừng hai con rất nhiều đã hoàn thành. Cảm một phần Lập này. Cảm ơn một con. Phần nhận xét vô cùng tinh tế của Lập. Lập ơi, Lập. Dạ. Lần đầu tiên anh thấy một mũi tên mà bắn chết hai con nhạn đó em. Dạ. Tuyệt vời. Cảm ơn em. Dạ. Khang nói đến hai người thì vẫn phải dùng từ nhạn để diễn tả. Sao không? Sao không? Sao không? Sao không? Câu mình nè. Là hai con quả. Không có quả cái gì. Ủa? Ở trên bồ câu ở đây là diều hâu, hiểu không? Thật ra mình... em định phản kháng rồi đó, nhưng mà bé nói đúng quá nên thôi. Thay mặt cho tập đoàn diều hâu quả đen, cô xin gửi đến các con lời chào thân tư và trân trọng nhất. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đầu thư thì cho tập đoàn diều hâu này được chúc mừng tụi con hai với bồ câu xinh xắn và dễ thương ơi. Cái gì? Cô nghĩ tiết mục này tốn tiền nhất của nhà sản xuất. Tại sao vậy? Tại vì cái tiết mục này nó tốn khói lửa nè. Không có lửa chỉ hàng khói. Hàng ngàn thôi. Con chim bồ câu bay bay bay. Một cảnh tượng rất là tuyệt vời, giống như là một cái quảng trường. Mỗi lần hai con xuất hiện trên sân khấu á, là lúc nào cũng đưa cho cô chú và tất cả quý vị khán giả đến một không gian khác. Thật sự như vậy. Những sự bất ngờ đầy thú vị. Cô cảm thấy như là một cái món quà nhập. Mày đợi không? Cô nghe một hỏi gì vậy? Cô cảm thấy như là một cái món quà nhập. Con cúp. Cúp con mà đi vòng vòng vậy nè. Cũng gì đó. Thì đó. Bỏ trong cái hộp mà cứ là tăng một cái. Rất là đẹp con à. Dễ thương lắm. Tập đoàn diều hâu đến đây là kết thúc. Cảm ơn. Bây giờ thì xin mời chị Cẩm Ly chia sẻ. Bao nhiêu ý tứ cảm xúc chị gặp diều hâu nó làm gì bay hết trơn không còn cái gì. Chị hoảng loạn luôn á thiệt sự. Khi mà cô nghe hai đứa con hát bài này, cô chỉ có một cái cảm giác rất là lớn, đó là cảm giác như lòng mình nó cởi mở ra, nó phơi phới mà cái tình yêu quê hương đất nước nó rộng lớn và nó đẹp vô cùng luôn á. Đó là cái cảm giác cô nhận được qua cái bài hát này khi hai đứa con thể hiện. Chúc mừng tiết mục của hai con. Cảm ơn. Dạ cho em xin nói thêm ý nữa. Văn Minh, lúc mà con mới vừa cất cái giọng hát đầu tiên, con bước xuống con dắt cái cầu thang. Và sao không là gió, là gió, là mây để thấy trời bao la. Sợ quá trời. Hết hồn. Chú với lại cô Ly ngồi hết hồn. Sợ là con bị mất đi cái tâm lý và cái phong độ, mà ai về đâu, cái giọng hát không. Con vẫn mượt như thường. Anh này anh bản lĩnh lắm. Không rất sao. Bản lĩnh luôn. Chứ gặp chú là nó khác rồi nha. Chuẩn bị nè. Bị hụt chân á, hụt chân á. Hụt chân nha, hụt chân. Camera set, ánh sáng set, âm thanh set. Diễn viên chuẩn bị. 3, 2, 1, yeah. Diễn. Action. Và sớm không lại. Ây trời đất ơi. Hết hồn chứ à. Cha mẹ. Chắc chưa lắm. Và sớm đã hát tiếp không là do nó là như vậy. Còn nếu mà chú Huy thì chú Bi lúc mà dắp đĩa đó làm sao, chú Huy làm rồi thử nè, cho mọi người nha. Xem coi. Chuẩn bị. Và camera. 3, 2, 1. Diễn. Và sao không là do. Trời ơi. Lố hầm. Đây là đâu? Đây là tôi là ai vậy? Tôi là ai?
anh Quy, anh Quy, từ 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 đây nè, não anh đây nè, gắn vô liền. Là gió. Về đi, về đi, tới gia đình người ta rồi. Cảm ơn. Em xin lỗi mọi người, xin lỗi thầy. Không, nhưng mà lại xin lỗi cô Út. Hơi bị cuốn bởi các huấn luyện viên. Cái gia đình sao hỏa kia là Diều Hâu anh, Diều Hâu. Dạ, là thêm cậu bé thông minh, Huỳnh Lập, dễ sợ quá. Các huấn luyện viên đã tung hứng và đã làm nên những cái điều mà Hưng cảm thấy, ngồi đây Hưng thấy Hưng rất thích, rất sung sướng và ngưỡng mộ. Anh Hưng chưa biết cái câu khẩu hiệu của đội này đâu. Nè, Như anh Hưng thành tâm muốn biết thì chúng em đây thành thật trả lời cho anh Hưng biết. Để đạt được sự khả ái và hề hiếu như tụi em, để trở thành ngôi sao lấp la lấp lánh trên bầu trời cao, và tụi em đại diện cho những chính nghĩa phi lý. Phi lý hùng. Thôi nghĩ anh còn như chưa. Vì chính nghĩa phi lý cái gì. Rồi bây giờ xin mời phần nhận xét của cô giáo. Vâng. Sao cô yêu cái tập này quá trời luôn. Cô thực sự phải cảm ơn chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí, vì có một tập mà chúng ta được nghe lại những bài hát bất hủ, những bài hát đi cùng năm tháng. Tập mà có những bài hát về cách mạng. Cô nghĩ đó là một điều rất là cần thiết, nhất là đối với các bé nhỏ. Khi mà các con cất lên giọng hát của mình trong bài hát này, cô đã cảm nhận được các con yêu quê hương, yêu đất nước của mình như thế nào, và các con là những đứa trẻ có tâm hồn đẹp ra sao. Cô nghĩ điều đó cực kỳ quan trọng. Chưa biết chúng ta sau này lớn lên làm công việc gì, có thể trở thành một người thành công và nổi tiếng hay không, nhưng chỉ cần chúng ta là một người tốt, sống có ích, biết chia sẻ, biết yêu thương và biết rung động trước cái đẹp, thì cô nghĩ đó là điều thành công của những bậc làm cha làm mẹ và của cả những thầy cô giáo nữa. Thật sự cảm ơn chương trình vì tập này. Tuổi đời thanh xuân.
tròn niềm tin. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương. Chúc mừng Tuấn Tú và Quỳnh Anh, cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên cho ca khúc này. Đây là hai chiến binh của đội huấn luyện viên Khải Như và Ngô Kiến Huy. Xin mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nghệ sĩ Ốc Thanh Vân. Rồi, chào hai con. Chào chú. Tuấn Tú, giọng hát rất là cao, khuôn mặt rất là anh Tú luôn á. Đúng, Tuấn Tú thiệt, cái mặt dễ thương. Rồi Quỳnh Anh có khung, cái nét đẹp rất là dịu dàng. Nói chung là nhìn hai con rất là đáng yêu. Một tiết mục được dàn dựng công phu, hình ảnh rất là hoành tráng. Và những cái hình ảnh mà tụi con đang mặc những chiếc áo ở trên người đó, nó rất là hiện đại và gần gũi với mọi người, với thanh niên ngày nay. Chỉ có cái chỗ này chú góp ý chỉ cho tụi con nè, là khi tụi con chưa hát hết câu hát á, đừng có vội vã quay lưng đi vào trong như vậy nha. Đầu tiên và cuối cùng rất quan trọng luôn, kể cả giọng hát cũng như cái sự thần thái và sự xuất hiện của mình, phải hát hết câu rồi tụi con hẳn quay vô. Và chú chỉ muốn nói rằng là tụi con rất đáng yêu và đó, nha, rất có tài luôn. Một lần nữa chú gửi lời chúc mừng và lời khen đến các con và cả hai cô chú đội Dừa Hâu. Cảm ơn chú. Chúng ta sẽ cùng đến với gia đình ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Huỳnh Lập. Sao không hiểu sao mà cứ càng ngày cái càng cưng cái anh này quá, chịu không được à. Từ cái bài Chị Tôi đó bây giờ là càng ngày thấy cái cưng ảnh quá à, muốn cắn anh với sợ luôn á. Trời ơi. Ừ. Trốn đi nghe, bữa nào cô canh canh lên cô cắn rồi nào không hay đó nha. Thế giờ không cắn luôn. Cái mặt anh thấy để bữa khác nè. Hả? Con lại con đến cho cô ôm cái con cô cưng quá nè. Giờ ôm hay là cắn? Bây giờ cắn hay là bây giờ cô muốn làm gì cũng làm. Cắn hay là không nói nghe. Đó thì nói cho em bé nó yên tâm, xuống cho cắn cái con ơi, xuống cho cắn cái con ơi. Giờ cắn hay là không? Nói nghe coi. Con muốn cắn hay muốn không? Ôm ạ. Ôm hả? Cắn là đừng có xin. Ấy thấy thường quá. Sao không hiểu sao từ cái bài Chị Tôi tới giờ cái tôi thấy ghét mà tôi đi ở ngoài à. Con lại đến luôn cho chú Lập ôm cái luôn nè, dễ thương quá nè. Chắc cao hơn chú Lập quá à. Đứng trên đi cho nó lành. Ôi trời ơi, chú Lập cao ghê. Trời cao chứ bộ em rồi đó, phải cao hơn đó chứ chị. Thấy cưng quá. Nó chứ cao hơn chứ sao thấp hơn. Cao hơn chứ, trời ơi. Tuy rằng con không, con nhỏ tuổi hơn phải không? À, người ta sẽ nói là con sẽ không có được cái chững chạc và có cái điêu luyện như là chị Quỳnh Anh, nhưng mà cô lại yêu cái mộc mạc, cái hồn nhiên ở con đó khi con hát á. Với lại tại vì trong con nó đã có sẵn cái chất giọng của con, nó có sẵn cái tình cảm trong đó rồi, cho nên lúc mà con hát á nó ngây ngô lắm mà thấy thương lắm, dễ thương lắm, cho nên là càng ngày cô lại càng thấy cưng con rất là nhiều. Còn Quỳnh Anh thì mỗi một ngày cô thấy con tiến bộ trong giọng hát, cô không nói nhưng mà càng ngày thấy càng rất là xinh. Rất là xinh, rất là dễ thương. Bây giờ xin mời gia đình Huy Như nhận xét, đã đứng sẵn từ nãy giờ rồi. Cũng hơi mỏi nhưng mà tụi em quá ư là nóng lòng luôn. Tại vì nói, tụi em hãnh diện quá, tụi em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được các cô chú ở đây dành những cái lời khen tặng, cũng như là cái tất cả những cái góp ý rất là hay cho tụi con, để tụi con có thể tiếp theo, đi tiếp con đường của tụi con đã chọn, và cũng như là hành trình cuối cùng chúng ta sẽ đến. Đây là một cái ca khúc mà Huy và Khải Như muốn truyền tải cho các con, đó chính là cái nhìn của tụi con về bài hát này theo cách riêng của tụi con, và làm sao đó khán giả cảm thấy mình nghe xong mình cảm thấy mình rất là dễ chịu, mình cảm thấy mình rất là muốn nghe nữa. Và ngày hôm nay thì tụi con đã làm rất là tốt điều này, và cô chú chúc mừng tụi con. Nhìn tan chày nó người ta ma.
xin giới thiệu với các con, ta là người đã tu hành lâu năm trong cái động này, và ai cũng tới đây xin ý tưởng của ta, bởi vì ta là ý tưởng sư. Các con tới đây làm gì? Dạ, chúng con tới đây để xin ý tưởng ạ. Ý tưởng gì? Ý tưởng bài hát ạ. Khổ ghê vậy à. Thôi được, ta sẽ cho con ý tưởng, nhưng với một điều kiện, các con phải trả lời những câu hỏi của ta. Câu hỏi gì ạ? Nghe đây. Cà gì ngọt? Cà chua. Cà chua sao ngọt cô? Ông ơi, thế cà gì là cà ngọt ạ? Đó chính là cà lem. Trời ơi, cà lem ngày nào con cũng ăn hết á. Ha ha ha. Nãy giờ ông hỏi tụi con nhiều rồi, hay bây giờ để tụi con hỏi ông nhá. Ô cha cha cha, bà đặt đố ta nữa à. Thôi được rồi, với trí thông minh tuyệt đỉnh của ta thì hỏi cái gì ta cũng trả lời được hết. Con hỏi đi. Con đố ông, cà gì lớn nhất? Cà pháo. Sai. Cà chua. Sai. À, cà tím. Sai luôn. Chứ cà gì lớn nhất? Là cà mau. Trời ơi, với một đắc đạo chân dương như ta mà lại thua hai đứa bé này sao? Thôi được rồi, hai con quá ư là thông minh. Ta sẽ cho con ý tưởng. Nghe đây, ta sẽ kể cho hai con nghe về rừng vàng biển bạc, mà ở đó có sông, có núi. Đó là một câu chuyện nói về non nước Việt Nam.
nhìn lên mây bay ngói tòa, nhìn hòn đá lăn. Nghiêng nghiêng cô ngàn sao, nghiêng nghiêng mái chèo. Tôi mong cây ngô đồng có con đường tung chân, có hai người. Cơm 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 con ngựa ô, ngựa ô ngựa ô, ngàn năm thương nhớ đất nước, có bao bài ca tình yêu ngựa ô để anh đón nàng. Gợi ý có mấy câu thôi mà tụi con hát luôn nguyên một bài. Giỏi, nãy giờ tụi con thi luôn rồi đó. Chúc mừng tụi con. Xin chúc mừng Châu Linh và Công Danh. Cảm ơn Huỳnh Lập đã thể hiện trong vai ý tưởng sư. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin mời cặp đôi lấp lánh lung linh. Thứ nhất là đầu tiên chúc mừng tụi con rất là nhiều, bởi vì bài hát này làm cho cô chú lên bờ xuống ruộng. Tới thời điểm này là con không còn thi nữa, con biểu diễn, con trình diễn, con phô diễn tài năng của mình. Chưa kể là tụi con vừa diễn được nè, vừa hát được. Và đúng như là anh Khang nói là đây là cái sở trường của tụi con rồi. Tụi con lúc nào cũng làm cho cô chú cảm thấy là không thể nào ngồi yên được, khán giả cũng vậy. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Rồi, xin mời ý tưởng sư. Ông rất là tự hào về hai con. Nói chung là khi mà ông bài ra cái kịch bản này, ông cũng hoang mang lắm. Không biết là hai con có nhớ được những gì mà ông đã bài cho hai con không. Khi mà chú ra, chú bung ra những cái miếng, tụi con quăng chụp, quăng chụp, quăng chụp. Và rõ ràng tụi con rất thuộc bài. Mà không những thuộc bài mà cũng có tâm lý nữa nha. Rõ ràng là như vậy. Và chú có lời khen cho hai con. Hai con thực sự rất thông minh. Nói tới đâu, hiểu tới đó. Và làm như những gì mà mình đã tập. Và vào giọng này thì chú cũng không còn nhận xét về giọng hát nữa. Tụi con hết sức tuyệt vời. Ông tự hào về hai con. Ủa em vậy là vậy là hai cháu đi thẳng vô chung kết luôn hả? Dạ không, tự hào thôi. Còn coi thấy chưa, chú khen quá trời mà không có cho đâu đó. Vũ, mình đang là một mình chọi bốn đó Vũ. Mình đang chọi chọi bốn cho nên là mình tém lại chứ không. Chị nên kết thân với em đi. Đúng, chúng ta phải đồng lòng. Nếu các bạn muốn biết thì chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời. Để trở thành những ngôi sao lấp lánh trên bầu để trời cao. Để cho áo dài của ta được rực rỡ. Để cho ta ngày càng đẹp trai hơn. Để cho ta ngày càng lấp la lấp lánh. Hãng phim Việt Nam hân hạnh giới thiệu 4 nhân vật phản diện đầy biến thái. Chà ngây ngất lòng người. Dương Triệu Vũ. Lạp lấp la lấp lánh lồng lộn. Khả Dư, mèo dễ thương, mèo méo mèo. Hi hi hẩn hì hục. Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Cảm ơn. Không có hành tinh nào mà chứa nổi 4 người này á. Tôi bảo đảm cái hành tinh nó nát bét. Anh yên tâm, lát ta trả về. Trả về, cái hành tinh này nó quá. Hai người là tôi đã chịu không nổi rồi. Cảm ơn hai con. Nào, mời các con lên núi. Thank you.
tôi sinh ra từ đây. Ơi à, ơi à, từng câu dân ca. Cho nhau về nhà mẹ hỏi, ôi à, qua cầu gió bay nước xanh, ôi là nước trong xanh, ô tình là con cá lăn ở cái xuyên có a du hời lời du theo tôi lăn lên máu đỏ da vàng. Tôi là người Việt Nam, biển trời hôm nay xuống về chung bắc nam. Việt Nam chúng tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết
ơn Khánh Linh và Minh Ngọc. Cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Các bạn nhỏ đã đưa quý vị đi với nhiều ca khúc khác nhau. Việt Nam trong tôi là ca khúc Mười Nhớ và ca khúc Hình Bóng Quê Nhà qua phần thể hiện của hai giọng hát. Đặc biệt là hôm nay thì quý vị có nghe được Minh Ngọc hát một chút về dân ca miền Nam với ca khúc Hình Bóng Quê Nhà mà những vòng trước thì cô nàng này của chúng ta chưa bao giờ thể hiện. Bây giờ thì Nguyễn Khai sẽ mời phần nhận xét của gia đình Cẩm Ly và Huỳnh Lập. Hai con không những hát tinh hoa của miền Bắc, không những hát tinh hoa của miền Nam mà con mang hết cả tinh hoa của nước Việt Nam của mình. Cái bài hát của con á, dắt cho tất cả mọi người đi xuyên Việt. Chú nghe xong chú cảm giác yêu nước vô cùng và muốn thiệt là muốn khoe cho các bạn quốc tế mà muốn nghe nữa. Nó đầy đủ hết tất cả những bản sắc ở trong đó luôn. Cái bài hát này nó làm cho mình cảm thấy một cái niềm tự hào dân tộc nó rất là lớn luôn. Khi nghe lên nó cứ hừng hực. Dù đi đâu cũng không thể nào quên được mình là người Việt Nam. Cảm ơn tụi con rất là nhiều luôn. Nguyễn Khai xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo khách mời. Tụi con hát rất tốt về cái cách luyến lấy âm điệu miền Bắc, rất là mượt mà, ngọt ngào. Ngược lại thì qua tới miền Nam thì tụi con không phải là người Nam, nhưng tụi con hát cũng ra cái chất miền Nam. Các con làm rất tốt, cộng thêm cái sự giúp đỡ của ban nhạc đã làm cho tụi con thành công cái bài hát này. Tụi cảm ơn. Cảm ơn cô. Rất ấn tượng. Hai giọng có vẻ như là mỗi người có một cái chất riêng, thế nhưng mà khi mà hát chung lại với nhau thì là một cái chất rất lạ. Một bài hát đòi hỏi nhiều kỹ thuật bởi vì nó qua nhiều đoạn mà. Rồi với cái tiết tấu nhanh của ban nhạc như thế, nhưng mà hai em đã làm rất tốt, làm cho cái cảm xúc nó dâng lên cao trong lòng mọi người nghe. Xin cảm ơn hai. Cảm ơn chú. Dạ, xin mời cô Kim Sơn. Cách đây thời gian ngắn thôi thì chúng ta đã chứng kiến hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp trình diễn trong một chương trình tài năng ở Anh. Hai chàng trai đó luôn luôn nói cái câu là tôi đến từ Việt Nam. Có lẽ âm nhạc và nghệ thuật nó là cái thứ đi thẳng vào lòng người ta nhiều nhất. Và cuối cùng khi các cháu nhắc tới chữ là tôi yêu Việt Nam, cô Xuân rùng mình. Tại vì cô Xuân thấy rằng có lẽ bao nhiêu lời hiệu triệu, những lời kêu gọi, tất cả mọi thứ nó sẽ không thể nào, cái sức mạnh nó bằng những cái người trẻ, người ta nói cho mọi người biết là tôi là thế hệ tương lai và tôi tự hào ở cái quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi yêu lắm cái thế hệ của các bạn, không cần phải nói những lời đao to búa lớn. Nhưng chính qua hành động của các bạn, chính qua âm nhạc của các bạn làm cho chúng tôi tự hào là có một thế hệ trẻ Việt Nam tuyệt đẹp. Cảm ơn các em rất là nhiều. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn cô Kim Xuân. Và các bạn đã truyền tải thông điệp cho rất nhiều bạn nhỏ đang theo dõi cái chương trình này rằng hãy luôn yêu mến Việt Nam. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xong chương trình mỗi bé sẽ được một cái bong bóng như thế này. Xin nói nghe nè. Vâng. Đội Huy Như, bong bóng này mua đâu vậy? Dạ thưa chị, bong bóng này là do người bạn đồng hành với em Khả Như Trần Ố đã có một khoảng thời gian săn lùng trên các cộng đồng mạng để tìm được. Xin thưa với chị Ốc Thanh Vân, những lời Kiến Quy nói đều là những lời bịa đặt. À bây giờ mình diễn xong rồi mình không có dùng nữa đúng không? Chị ơi, chị ơi. Cái này là bóng điện mà nó biến động dữ lắm đó. Tiếng một người ta chị để bong bóng làm sao chị ốc. Thêm hai cái nữa được không? Trời. Đã có ba đứa con lận. Chưa về về tặng nó phân bì. Anh Nam ơi, anh ghi nhận trường hợp này. Anh ơi, em không có chấp nhận được cái huấn luyện viên mà thí sinh người ta thi xong mà để ý cái bong bóng là như vậy. Cảm ơn Như, thôi em về đi Như. Người ta hát ở trên này biết bao nhiêu con người. Con mình đang nhìn mình hát hay lắm nha. Mình không tin tưởng chương trình. Lỡ mang vô trong rồi dẹp mất mình lấy luôn. Cảm ơn bạn. Cái này mà không cho lát nó vô cánh gà mà thấy bể hết là biết rồi đó nha. Nè kể nè cho nghe nè. Bữa anh Nam đạo diễn đó buồn quá, cái nhắn tin tâm sự nói là Lập ơi buồn quá, hỏi làm sao vậy, không biết làm sao mà mỗi xong tiết mục á đạo cụ mất hết trơn. Trời ơi, phụ
khủng khiếp chưa? Thưa quý vị, bây giờ mới hiểu lý do luôn á. Sao đây? Hai con ơi, về giấu cái đầm cho kỹ nha, bả có con gái đó. Cảm ơn gia đình bên kia, bên vàng giám khảo khách mời sửng sốt không biết chuyện nhà mình đang xảy ra cái chuyện gì. Ê, xin lỗi vàng, xin lỗi các vị giám khảo phía bên kia. Dạ, dạ, đây chỉ là hoạt cảnh trong cái dạ, một cái dạ, thưa cái cô chú là tại dạ. Vì cái này nó xảy ra thường xuyên trong những số trước cho nên là hôm nay thì cô chú hơi bị sốc. Nãy giờ tưởng là ba giám khảo vào trong rồi. Tên nổi loạn đây nãy giờ. Dạ. Nhà mình nãy đầu giờ giờ chị định dặn tém tém là tí xíu nhà có khách. Em biết rồi, nhà có tém khách tém mà cái lúc này mình cũng phải ý nhị chứ không phải là mất nhân cách nghe chị. Đâu có mất nhân cách, anh Khang. Cái này không chấm điểm thí sinh có khi nào chuyển qua chấm điểm tư cách huấn luyện viên không vậy trời ơi. Dạ. 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 Xin mời ba vị giám khảo chia sẻ một chút đôi điều cái cảm nhận của mình cho cái tiết mục này. Thành thật mà nói tôi quên những cái gì phải nói rồi. Hình như là họ nói hết rồi. Xin mời Kim Xuân. Mẹ, mẹ nói đi mẹ. Các con thoải mái khi không phải thi nữa. Cho nên các con rất là dễ thương. Và tiết mục cũng đẹp, các con làm tốt lắm, cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn nghệ sĩ Kim Xuân đã đại diện cho ban giám khảo chia sẻ đôi điều, cảm ơn hai con. Bye.
Được mời ý kiến nhận xét của ban giám khảo á, xin mời cô Kim Xuân. Rồi cái bài hát nó khỏe khoắn mà dòm thấy nguyên một đội múa và cả con nữa, tự nhiên thấy cái không khí nó hực lên. Cô Xuân thích cái cách con biểu diễn, nó sảng khoái, nó thoải mái mà rất là dễ thương luôn. Ủng hộ con 100% á. Wow. Nhưng một câu thôi. Mà cái này là tại huấn luyện viên của con chứ không phải tại con. Cô đứng lên cô thị phạm liền. Một cái anh dân trai rất là khỏe khoắn, phải không? Đi với một cái đoàn, nghĩa là tất cả mọi người, người ta đi lưới đêm, người ta làm tất cả mọi chuyện. Mà tự nhiên cái ngón tay cái gì nè. Có không? Cái này là tại anh Thanh Duy đó cô. Cái chỗ tôi bắt lỗi là cái chỗ đó. Cô ơi, cái này là tại nhỏ. Sao vậy? Không có. Sao tại nhỏ, y chang con luôn. Thôi anh đừng có chối cãi nữa. Rồi anh tìm đi. Nhưng mà con hoàn toàn không có ảnh hưởng số điểm. Dạ, con rất rồi. Là tuyệt vời. Nhớ nghe con, khỏe khoắn, đẹp và sảng khoái như bài hát. Vâng. Ủng hộ con. Cảm ơn cô Xuân. Cảm ơn cô. Anh Duy, ụp mặt vô trong ghế. Xin mời chú Huy ạ. À, tôi đồng ý với chị Xuân ở đây là giọng khỏe nhá, đúng âm và diễn xuất ăn nhịp với tất cả. Duy ơi, Duy chỉ có một vài cái nốt thấp là không nghe rõ chữ giạt rào đấy. 3-4 lần quay đi quay lại mà tôi không được nghe cái rõ thôi. Nhưng mà nói chung thì làm rất tốt. Cảm ơn chú ạ. Cô rất thích cái tiết mục này là tại vì con hát xuất sắc, dàn dựng đẹp và nhất là ban nhạc chơi quá hay đi. Con không có yếu điểm mà thấp điểm đâu, con đừng có lo. Wow. Cảm ơn. Wow. Cảm ơn. Xin được cảm ơn ý kiến của ban giám khảo. Còn bây giờ không biết là cảm xúc của anh Duy như thế nào sau khi mà bị phanh phui cái việc là ngón tay nè, dân chài mà ngón tay nè. Con xin được chia sẻ một điều là lúc mà coi bé diễn á thì tụi con cũng nhận ra cái điều đó. Thì nói con ơi bây giờ bài này con phải hùng mạnh như vậy nha. Kiểu mà bao tiếng ta hò là chữ tiếng là con phải làm, con đừng có như vậy nữa. Thì bé có thử làm thử thì lại không luyến được cô. Tức là chỗ bé phải kiểu bao tiếng thì tiếng. Đó là động tác của cổ họng ạ. Nhưng mà có những ca sĩ mình diễn á là có những lúc đúng mình phải có những cái động tác, ví dụ hát nốt cao là mình phải đẩy lên để mình đẩy lên. Thì có những lúc luyến cái bé nếu mà không làm như vậy bé không làm được. Cho nên là thôi con sao để vậy. Hay giải thích nghe được. Chắc là được. Có sao để vậy cơ. Anh Duy, coi như đây là luyến hình thể anh Duy. Dạ, luyến hình thể. Luyến hình thể. Cái này là còn đỡ chứ nó mà bao tiếng là không được. Cái đó là không được. Dạ, con thấy là cái động tác đó nó cũng mang được cái dấu ấn của anh Thanh Duy á. Nên tụi con cũng quyết định là thôi cứ để cho bé thoải mái. Nhưng mà cái điều quan trọng là hôm nay con đã làm được rồi đúng không nè. Cảm ơn con. Cảm ơn chú. Cảm ơn và chúc mừng cho cặp đôi huấn luyện viên Thanh Duy và Cả Như. Và bây giờ chú chỉ muốn là con phải vui vẻ để vào trong chuẩn bị cho tiết mục song ca tiếp theo nhé. Một tràng pháo tay cho chàng trai con rất là dễ thương. Tất cả mọi người Quốc Hưng.
Xin được cảm ơn hai bạn. Xin mời Huỳnh Lập ra sân khấu. Bác Thợ Săn. Dạ, bác Thợ Săn đây. Trời ơi, thấy thương quá, khóc rồi. Thương quá. Thưa quý vị, dàn dựng rất là đơn giản nhưng mà coi dưới Nguyên Khang bị nhói tim. Cảm ơn Lập. Em xuất hiện một cái em đưa anh hai cảm xúc luôn á. Đầu tiên em bước ra cái anh mắc cười. Trời. Sau đó cái em dĩ một hồi cái anh muốn khóc. Cô Vân là người rất là cái xúc cảm tiếp mục này. Yeah. Các con nuôi dưỡng những cái cảm xúc của mình cho đến tận cuối cùng thì giọt nước mắt của mình mới rơi xuống, là cũng vừa lúc tiết mục của mình vừa khép lại. Thì cô nghĩ rằng đó là một cái kết thúc rất là đẹp. Cũng cảm ơn Huỳnh Lập là bởi vì Lập đã mang đến hình ảnh của một bác thợ săn. Nó có phần hài hước và hoạt hình, nó cũng làm cho mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Cô Ốc hơi tiếc một chút xíu thôi, ở cảnh cuối cùng á, nếu như mà chim mẹ ngủ thiếp đi một cái giấc ngủ ngàn thu nhưng mà vẫn choàng cái đôi cánh của mình để che chở cho hai con, thì cái kết đó nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì người mẹ cho đến tận cái hơi thở cuối cùng vẫn phải bảo vệ cho con mình. Cái ý của Vân nói thì nó sẽ là một cái kết rất là ấm áp. Đúng là mình nhìn góc độ với bên kịch, cái đây là mình thi ca hát, cho nên là mình phải bảo tồn cái giọng hát. Cái giọng hát của con là quan trọng nhất để cho con đảm bảo tới cái nốt cuối cùng của mình. Phải chọn cái biện pháp an toàn cả đôi bên. Cũng cảm ơn cái ý của Vân rồi. Em ủng hộ chị. Đó là bệnh nghề nghiệp của em thôi. Không thì đúng, cái đó mình nhìn ở góc độ mọi cái khác nhau. Chú phải nói là hồi nãy giọng hai đứa con nó bay cao vút và mà hai con vừa diễn vừa giữ được cuộc hơi, vừa giữ được cái tâm trạng mình đang diễn của bài hát mà lại truyền tải được bài hát một cách trọn vẹn, thì cái điều này rất là đáng tuyên dương. Cái tình mẫu tử nó không đơn thuần là chỉ là con người mới có, và cái đó nó cho thấy cái tình mẫu tử nó thiêng liêng đến như thế nào. Mọi người sẽ nhớ là hai cô bé đóng vai hai con chim và chú thợ săn ác độc đứng cạnh bên. Chúc mừng hai con. Mấy ngày trước mà lúc mà chạy sân khấu thì khi mà mình ra với một cái ngoại hình là mình không có quá trang, cầm cái cây chổi lau nhà nó mình làm, thì bắt đầu mấy bé dưng lắm, không có sợ gì trơn. Hôm qua là các bé vẫn còn khô về cảm xúc lắm, chứ mẹ với mới vừa mất thì mẹ vậy đó, cứ lo sợ là các bé còn quá nhỏ, các bé không có cảm xúc để diễn. Nhưng mà ngày hôm nay lên trên này thì thật sự các bé đã có được một cảm xúc vô cùng chân thật, thì cái điều đó Lập rất là mừng. Chúc mừng hai con. Cảm ơn hai con. Thứ nhất là giống như là có một bộ phim đầy đủ hết những cái nhân vật phản diện chính diện rồi diện. Một cái cách bi sự tích là chim trắng mồ côi đó. rất là hay đó, thì đúng rồi, nó mở đầu ra cho chim mồ côi chính xác luôn đó. Đó thì từ đó giọng con là rồi đó, nó chênh chảnh á. Rồi thêm nữa là cách mà tụi con nhường lời cho nhau hát, tất cả mọi thứ nó đều hoàn chỉnh, và cái mạch cảm xúc này nó là một mạch cảm xúc cực kỳ tuyệt vời. Cảm ơn tụi con về một bộ phim ngắn nhưng đầy đủ và tuyệt vời. Cảm ơn chú. Cô xem tới cái khúc cuối á, cô ngồi cô nghĩ, cái cô chợt nghĩ ra không phải lúc nào cũng ôm về nhà là bình yên. Cái kết này là một cái kết rất là có ý đồ, đó là khi mà không còn mẹ nữa, tụi con sẽ phải bươn chải ra ngoài, tụi con sẽ phải mạnh mẽ hơn. Và đúng thật là tụi con là những cái chú chim bất khuất. Tụi con hát mà giọng dạ, cái giọng tụi con giống như là mây là gió vậy đó. Cũng cái giọng đó mà làm cho mở đầu nó yên bình. Trời ơi, nó đẹp, nó như tiên, như thơ, như cảnh. Cái tụi nói rồi, thế nào cũng có quà tới, thiệt. Đó, quà là cái ông quỷ thợ săn. Quỷ lập ra một cái, tôi nói trời ơi, quà tới rồi. Nhưng cũng cái hát đó, nó lại là một diễn biến dữ khác, dội hơn. Dữ dội khác. Cái cách truyền tải của tụi con rất hay, và cảm ơn Lập đã mang đến một cái tiết mục mà nó mang về phần nhìn và phần nghe, nó hỗ trợ phần nghe khủng khiếp. Tuyệt vời. Nói chung là tiết mục, tụi con may mắn có một cái tiết mục đẹp và chỉnh chu như vậy. Chúc mừng các con. Cái tình yêu của người mẹ, tình thiêng liêng lắm, nó rất là cao cả. Và hôm nay á, tiết mục này từ đầu tới bây giờ nó làm cho tim cô đập mạnh và cô đã rất là xúc động. Không cần phải gì ghê gớm, chỉ cần nhẹ nhàng, giọng hát mình nó cứ bay bổng như thế. Và tụi con diễn được tốt như thế. Chúc mừng tiết mục của tụi con. Cảm ơn cô. Thì ngày hôm nay con làm rất là tốt rồi, mừng quá con ơi. Chúc mừng các con. Cảm ơn Cẩm Linh và anh Thư rất nhiều. Cũng một lần nữa xin cảm anh đây.
chưa ối rồi ôi, hôm nay em ăn cho thật đã được. Úi giời ơi, bánh gai bánh gò ở đâu mà ngon thế không biết nữa. Úi giời ơi, có cả bánh chưng và bánh xèo nữa đây này. Ngon quá đi thôi, thèm quá đi thôi. 1, 2, 3, 4 tiếng trôi qua rồi mà em vẫn cứ mãi mê em ngồi. Bàn tay em mân mê chơi chơi những sáng tre. Điều gì làm em thích thú như thế kia? Người ta vẫn nói nó là công nghệ, người ta vẫn nói ôi sao hay ghê. Người bên kia trái đất làm gì em biết tất, mà anh chưa mất em xem như đã biết mất. Đôi khi nhiều quá lại hóa như không, ôi hiện tại quá người ta khó cần. Dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi. Đập tan hết những quan cách khiến ta lìa xa. Hiện tại làm chi em ơi, hiện tại làm chi anh ơi. Hiện tại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Hiện tại làm chi em ơi, hiện tại làm chi anh ơi. Hiện tại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Đôi lúc chuyện mình cứ như là một câu chuyện hài. Ai 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 xin nói chuyện với nhau như thời ta chưa hiện tại. Cho nên anh đừng tiếc tiền. Ai 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 à, ai ai à, cha 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 cha. Ai 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 à, ai ai à, cha 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 cha. Hôm nay em ăn cho thật đã. Chiều thứ bảy là lượt quần áo thật phóng vậy. Anh chị trai gần ngay trên phố và suy nghĩ hôm nay đêm bé đi ăn món gì đây. Và món ăn uống này trôi gầy, dáng vẻ anh tinh có hơi gầy. Nhưng lại biết cách hưởng thụ cuộc sống qua những món ăn ở nơi đây. Bán sáu phố vừa. Trung tâm ngon tăng thường, nếu kéo du khách và những người đi được, là món miến lươn đối diện chợ hàng ra. Hương thơm đậm đà trong sườn hai ta vừa đi qua, ngay cạnh nhà thờ nổi tiếng với cốc trà chanh nơi anh từng rap bài thơ cuối đông. Làng thang lang thang văn hóa thì con người chẳng ăn, ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, về hè hay gõ hiệu thì từ xưa đến nay cũng không qua chẳng hoài và cũng không cần mỹ miều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu, 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 yêu. Nhiều mắt buồn, diều, 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 diều. Bao nhiêu sai? Bốn, 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 bốn. Bao nhiêu sai? Tình, 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 hey. Anh ơi, anh muốn đi ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh giò? Hôm nay em muốn đi ăn thật no, cho nên anh đừng tiếc tiền. ABC Angels. Trời ơi, dễ thương. Hai con ra làm banh nóc luôn. Trời ơi, ở dưới huấn luyện viên nhảy quá trời nhảy. Chị bảo máu rồi kìa. Mà nhất là hai cái người phụ nữ, ba người phụ nữ mặc đầm mà nhảy quá trời nhảy luôn. Trời ơi, nghe cái điệu tuyết sông Khang. Trời ơi. Mà mấy con nhảy mà các con không thở luôn á. Tức là chú thấy các con tức là ý là các con không thở hồng hộc cho micro mà con vừa hát vừa nhảy là vậy. Quá tuyệt vời, hay quá con ơi, quá hay. Mà cái điều quan trọng nhất nè, cái điểm nhấn của chương trình nè, ra huấn luyện viên nhảy như điên, như khùng, nhảy như chết đi sống lại. Bây giờ vô giữ năng lượng, còn nếu mà sôi động quá bắt lên nhảy nữa. Giữ
Dạ, dạ, giữ năng lượng nha. Giữ năng lượng, không bắt lên vậy nữa. Máu nãy giờ rồi. Bây giờ xin mời gia đình nhà Vũ Vân chia sẻ. Cái mà Vũ ấn tượng nhất ở trong nguyên tiết mục này là chính là điệu nhảy của con đó. Lúc mà mỗi lần mà con nhảy như thế này là chú phải đứng chú nhìn. Nó gọn mà nó đã lắm. Năm nay đội chú lại không có thí sinh nào mà nhảy kiểu như thế này hết. Năm trước thì chú có. Nếu như mà hai đội mà đấu với nhau mà chú có thêm cái đội hồi năm trước của chú là chú sẽ đấu với hai đứa. Nhưng mà hôm nay chú không có đứa nào nhảy được hết, cho nên là nói chung là cảm ơn hai con. Quá tuyệt vời luôn. Hai con là hàng đặc biệt, hàng hiếm đó. Thiệt á, sao mà tụi con lại chất đến như vậy, từ đầu tới cuối không rơi rụng một nhịp nào. Hai cháu người Hải Phòng đó cô. Hải Phòng mà con. Đấy, Hải Phòng toàn là người tài năng đó chú ạ. Cô Vân, chả lẽ tôi lại nhắc lại cái câu chuyện Hải Phòng lời nguyền mấy lần trước đấy. Cái chỗ này lấy hình thôi, mút tiếng rồi, không ai nghe mình nói gì đâu. Nói chứ các con rất là tài năng luôn. Châu Linh, con rất là cá tính nhưng mà vẫn rất là nữ tính, công danh. Sao mà nhìn con rất là Âu Mỹ Latin. Thật sự con có một cái nét rất là hút. Cô nghĩ rằng là các con có vẻ vào vòng sau. Tôi nghĩ vậy đó, tôi nghĩ vậy đó. Còn tùy thuộc bên kia nghe, mà tôi nghĩ là có vé rồi. Giờ mời đội bên kia thở oxy xong chưa? Khang, anh có biết mà xe hơi hay có mấy con chó ngồi lắc không? Thằng Quy đang bị hả? Quy đang ngậm mà có kiểu mà chị ơi, nó gật từ lúc mà tiết mục tới bây giờ luôn, chị nó gật hoài vậy nè. Thấy tụi con ra là chú lấy miếng oxy cuối cùng đó, chú gật tiếp đến giờ. Chuẩn bị chú bơm tiếp đây. Rất là tuyệt vời, cách tụi con hát nè, đọc rap nữa, trời đất quỷ thần ơi mà nhảy nha. Còn bạn Linh, không những hát mà con diễn luôn cái gương mặt của con. Muốn ăn gì đây? Đừng có tiếc tiền. Đó. Con là con. Trời ơi, Quy ơi. Em là tiềm năng luôn đó, em xuất sắc quá. Em để ý từng chi tiết một cho bài hát này. Chú thực sự là không có gì để nói ngoài hai chữ là trước. À, một chữ hả? Rất trước. Hai đứa nhỏ nó ăn bánh giò, mặt nó hiền lành, mà tới lúc em diễn cái tả cái cảnh mà em ăn bánh giò, mặt của em nó ác ơi là ác luôn vậy đó Huy. Đúng rồi, dạ, vâng. Như dạ. Tới em rồi đó. Trời ơi, em tính né luôn á, tại vì em nói thiệt luôn, đối với em tiết mục này là tiết mục biểu diễn. Tụi con vẫn hát, giữ được cái cục hơi. Vẫn giữ được và hát rất chất luôn. Thật sự. Mà bây giờ mặt vẫn điềm đạm, không đổ giọt mồ hôi nào hết luôn. Đúng, trong khi nè nhận xét không mà mồ hôi tầm tã nè. Tại mắt nhảy, nãy giờ em mắt nhảy theo đó. Đây cái là sự khác biệt giữa tuổi trẻ và tuổi già đó. Dạ. Anh Vũ. Rồi anh Vũ. Anh Vũ. Sao con, không sao cả, cái tuổi trẻ tụi con mà lồng lộn như thế này mà giỏi như thế này thì tuổi già phải chịu khó đi xuống để tuổi trẻ lên thôi. Không sao, cô cùng tuổi với tụi con. Rồi, cảm ơn gia đình của chúng ta rất là đáng yêu. Bây giờ xin mời chú Lập với lại cô Ly chia sẻ. Chú Nhân còn choáng váng. Ca, hát, nhảy, múa, diễn xuất, kỳ quan thế giới nó hội tụ vào hai đứa con hết. Cái gì cũng có hết. Trời ơi, rất là ấn tượng khi mà khúc đầu mà con hát mà con đãi chữ xong rồi con chạy tới nó anh ơi này kia cái nọ. Nó dễ thương vô cùng. Từ đầu đến cuối không có một chút hụt hơi. Gặp chú hát chừng nửa bài rồi chú thở như bò rồi thiệt. Phần trình diễn rất xuất sắc. Cô Ly rất là phấn khích ở tiết mục này luôn. Hai đứa Danh với Linh, cô hướng dẫn cô chỉ gì là tiếp thu rất là lẹ. Cô rất là hãnh diện và rất là tự hào về tiết mục này. Nhưng cô cũng nói một điều, các cô chú khen tụi con, nhưng đây cũng chỉ là một cái tiết mục của tụi con dự thi ngày hôm nay thôi. Nếu tụi con được đi vào trong, đừng có tự mãn nha. Đừng có thấy mọi người khen quá cái trời tôi hay rồi là bắt đầu tự mãn, là bắt đầu là sẽ đi xuống nha con. Thương hai đứa nhiều. Chúc mừng tiết mục của hai con. Một lần nữa, chú Khai chúc mừng Công Danh và Châu Linh. Hai con đã làm khuấy động sư. Con muốn xin nói một câu hả? Rồi mời con nói. Con xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện viên chú Cẩm Ly và cô Huỳnh Lập. Con cảm ơn ban nhạc đã đánh cho con hoàn thành tốt bài thi của mình. Con bị nhầm rồi con. Cô Cẩm Ly và chú Huỳnh Lập. Nói cái gì luôn á? Không biết. Chết con tôi rồi. Con bị rối loạn về giới tính rồi con. Chưa biết là nhầm luôn. Hả? Chưa biết là nhầm luôn. Con nói lại đi. Con về coi TV là sẽ biết. Con về con coi TV nha. Con vừa mới đủ giới tính của hai người đó. Rồi cảm ơn thầy.
con nhớ cha già nhớ mẹ ở tận quê xa. Cầu trời trên cao từ bi ban cho cha mẹ của con được nhiều sức khỏe để cho con trẻ xa quê yên lòng. Ba nén nhang trầm con thành tâm tôn kính con cầu mong mẹ ở mãi bên con và cầu cho cha của con không lo không phiền dù cho trần gian sông gió đời bao giông tố mẹ cha vẫn an lành. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa thấy một ca khúc rất là xúc động. Tại vì Huyền mới nghe lần đầu thì không biết là cái ca khúc này nó có cái đoạn cải lương ở trong đó hay là nó là một cái đoạn cải lương riêng.
Chắc là riêng thật ra vô. Là cái đoạn cải lương đó là em đã nhờ một chị Nga. Chị Nga chỉ là diễn viên cải lương á, chị viết riêng cho cái tiết mục này. Tại vì cái bài hát nó không có cái đoạn cải lương đó, thì cái bài dựng muốn thêm một cái phần cải lương đó cho nó đặc biệt hơn một tí. Rất là hay. Bây giờ chúng ta xin mời phần nhận xét của gia đình Phương Vũ. Hai con hát cải lương rất là tốt. Khi hát cải lương mình cần phải trường hơi và cần phải phải hiểu về cải lương và rất rành thì mình có thể hát theo những cái nốt và luyến lấy cho nó hợp lý. Và hôm nay mấy con hát lại gần như là 80-90% là ok cái phần cải lương rồi đó. Và đặc biệt là phải cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã tạo cho con một cái không gian đúng như là một cái bông sen vậy đó. Nguyên cái sân khấu biến thành một cái bông sen luôn. Ngay cái đoạn cuối mà tất cả những cái hương khói nó bay lên trời như vậy, nhìn nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Hai bạn lúc nào cũng mang đến một cái cảm xúc đến cho khán giả bởi cái giọng hát. Cái giọng hát của hai bạn, chú nghe thấy nó ướt át lắm. Đôi lúc thì nó lại bị nhúng sâu vào cái sự quỷ mị đó quá. Mình cần tiết chế lại cảm xúc của mình. Ban đầu mà chú nghe chú cứ sợ là sợ hai đứa lại khóc nữa. Mà ngày hôm nay hai bạn cũng đã kiểm soát được cái dòng cảm xúc của cô mình để mang cái lời ca tiếng hát một cách trọn vẹn nhất có thể đến cho khán giả. Và chú cũng muốn nhắn nhủ một cái điều đó thôi. Đừng có quá nức nở trong từng chữ một. Đôi lúc thôi thì nó sẽ đắt. Chứ mà chữ nào mình cũng... Bụt ơi, bụt nấc lại lần nữa giùm nghe. Ví dụ bụt hát bài này nha. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba, cả nhà ta cùng thương nó... yêu. Nhà nó cứ vậy đó. Nghe nó kỳ không? Đừng có quỷ mị quá, đừng có đẫm lệ quá. Mình người ta nghe tôi kêu ta buồn, ta biết sầu rồi quá. Tại vì bụt quá nhạy cảm với tiếng nấc, với tiếng khóc buồn lắm. Thì phải sầu. Vậy nên tiếng khóc là bụt cứ nhào ra là hỏi là tại sao con nấc. Tại sao con nấc? Thật sự thì đối với hai bé này á, luôn luôn có một cái cảm xúc với hai bé. Chỉ cần nhẹ, nói nhẹ vài câu thôi là nó lưng tròng nước mắt rồi, trời ơi. Nên á, khi mà hát bài này rất là lo sợ. Đừng khóc nữa nghe con, đừng khóc. Và hôm nay các con đã biết tiết chế được cảm xúc. Cũng như bây giờ con hát không? Hả? Con hát, lên hát một bài tặng cho mọi Buster người. Nói tiếp đi. Thì hôm nay cô rất cảm ơn vì các con đã... Đây là những bài hát mà cô chú muốn tụi con nhân rộng ra. Bởi vì rất cần những bài hát như thế này ở một cái xã hội đang hội nhập rất nhiều những thể loại âm nhạc khác nhau. Vì thế cô chú xuống, muốn con xuống. Chú Huy về rồi con. Rồi và cô thấy con đã cố gắng hết mình để mà làm được cái bài này. Cộng con biết với không? Cái sự... rất là tuyệt vời nha con. Chú thích. Cộng với tất cả những thứ mà dàn dựng mà ekip. Hay là hai chị con lên đây đứng nhận xét luôn đi cho nó khỏi vất vả. Yeah. Chứ hai chị khó quá, hai chị đứng xa, hai chị cũng không đường nhau không được. Không bao giờ mà thiệt á, nhận xét gì mà đàng hoàng được hết. Cảm. Cái gia đình này vốn dĩ là hai người này đâu có điềm đạm đâu, mà hai cái đứa nhỏ chỗ nó hiền, ơi là hiền. Không, tôi dạ, còn, thưa tôi nó còn dễ nhiều thương. Cặp điềm đạm nữa, tôi không hiểu sao luôn á con. Giống như là anh chàng nó hộ lòng của đó, cô chú vậy đó. Tôi nói gì là cười, dễ thương, hiền ơi là hiền luôn. Nhưng mà hôm nay con đã làm tốt, cái diễn của con rất có hồn nên con rất là được. Được rồi, được rồi, được rồi. Như ơi, thôi được rồi, Như ơi, đi xuống đi Như nhà. Rồi, thôi để hai đứa nhỏ nó kêu gọi mình. Con hát giọng cổ cũng rất là hay, cô rất là thích. Câu đó hay quá hả? Trời ơi, con hát cải lương rất là tốt, nghe là cô chú rất là tự hào con. Dê chỗ. Là những cái... Dê chỗ.